Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3601, đánh bạc 2. Cái này, hai người đang mỉm cười, đồng thời cứng ngắc, liếc mắt nhìn nhau, nói không ra lời. Làm sao chiến thắng? Rõ ràng lập tức thua, làm sao sẽ thắng? Thanh Y biết rõ ở lý giải kiếm thuật không bằng đối phương, cố ý chiêu chiêu bại lui, để hắn lơ là bất cẩn, sau đó mới một lần đắc thủ. Đúng vậy, mỗi một lần so kiếm chính là sinh tử đấu, hơi không cẩn thận, liền có thể cả bàn đều thua. Bốn phía vang lên tiếng nghị luận. Tất cả mọi người là đệ tử kiếm các, quan sát người khác so kiếm, cũng là quá trình học tập. Thanh Y lý giải kiếm thuật, rõ ràng không bằng Bạch Y, nhưng cười đến cuối cùng, tâm tính có đôi khi cũng rất quan trọng. Nếu không, kiếm thuật ai cao liền nhất định chiến thắng, tiền đặt cược liền không còn ý nghĩa. Cái tên này, thật sự là vận khí cướp chó. Rất nhanh rõ ràng chuyện gì xảy ra, khóe miệng thanh niên khôi bào co giật vài cái. Gia hỏa lạ mặt kia, vận khí thật đúng là quá tốt. Lần đầu tiên cược, liền thắng. Buồn cười bản thân còn tưởng rằng người ta là kẻ ngu. Náo loạn nửa ngày, ngốc chính là mình. Đến, đổi tiền cho ta. Đang buồn bực, chỉ thấy đối phương đi tới trước mặt, đưa thẻ đánh bạc tới. 1, 1.5, cho đối phương 30 kiếm các tệ, vừa xử lý xong, chỉ thấy lại có người lên đài. Có muốn tiếp tục đặt cược hay không? Mắt sáng lên, thanh niên khôi bào khẽ nói. Đánh bạc, thắng một lần, hai lần không tính là gì, chỉ cần tiếp tục cược, khẳng định tất cả tiền đều về trong tay nhà cái. Tốt! Trương Huyền gật đầu. Chỉ ở nơi này không đến một phút đồng hồ, ngay cả lôi đài cũng không cần lên, liền kiếm lời 10 kiếm các tệ, phương pháp kiếm tiền nhanh như vậy, tự nhiên phải tiếp tục. Rất tốt, lần này chỉ hai người chúng ta đặt, ta không cầm cái, cũng công bằng một ít. Ta cược, người áo xanh chiến thắng. Liếc mắt nhìn, thanh niên khôi bào mỉm cười nói. Vậy thì tốt, ta mua áo trắng chiến thắng, 30 kiếm các tệ. Trương Huyền vừa kiếm được tiền, toàn bộ áp vào. Tốt, ta cùng ngươi cược 30 viên. Thanh niên khôi bào hừ lạnh. Bởi vì thường xuyên mở sòng bạc, thực lực của hai bên trên đài, cùng thân phận chân thật, biết rất rõ ràng. Lần này hai vị đi lên, Hắc Y chính là nội môn Chu sư huynh, Bạch Y chính là Vương sư huynh. Hai người này xưa nay gặp mặt qua, cũng giao thủ qua, Chu sư huynh chiến thắng tỷ lệ càng lớn, Vương sư huynh thì bại nhiều thắng ít. Xác định tiền đặt cược, trên đài tỷ thí đã bắt đầu. Chu sư huynh quả nhiên giống như thanh niên khôi bảo đoán, vừa ra tay liền vô cùng sắc bén, mỗi một chiêu công kích đều cho người ta một loại áp bức cực mạnh, Vương sư huynh thì liên tục bại lui, hình như không có bất kỳ sức hoàn thủ. Kha kha, chờ thua đi. Thanh niên khôi bảo thở phào nhẹ nhõm. Vừa thua 10 kiếm các tệ, xem ra lần này liền có thể kiếm về. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liên tục lui 7-8 bước, Bạch Y Vương sư huynh thấy tiếp tục lui có thể sẽ rơi xuống, thân thể đột nhiên run rẩy, linh động như báo, nghiêng mình nhảy đến một bên. Hắc Y Chu sư huynh một kiếm đánh hụt, vừa định xoay người, chỉ thấy trường kiếm đối phương đâm nghiêng tới, đáp lên trên cổ của hắn. Hắc Y thua. Xấu hổ. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Thua liền hai trận, da mặt thanh niên khôi bào co giật, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn cắn răng lấy ra 30 kiếm các tệ đưa tới. Còn dám tiếp tục hay không? Trong kiếm các, muốn tỉ thí, liên tiếp xuất hiện, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có, bên này vừa mới kết thúc, lại có người xông tới. Dừng lại một chút, thanh niên khôi bào tiếp tục nhìn qua. Ở đây đặt cược buôn bán, từ trước tới nay đều kiếm lời không ít. Còn là lần đầu tiên thua thảm như vậy. Đương nhiên, lần này ta tuyển trước a. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Mời. Thanh niên khôi bào gật đầu. Lần này ta vẫn chọn Bạch Y chiến thắng. Đặt 60 viên kiếm các tệ. Trương Huyền chỉ. Thanh niên khôi bào nhìn sang, một lát sau gật đầu. Tốt, ta mua Hắc Y. Lần này hai người lên đài, hắn chỉ nhận ra một cái, cũng chính là Hắc Y Đỗ sư huynh. Còn Bạch Y là ai, hắn không rõ ràng. Bất quá thực lực của Đỗ sư huynh cực mạnh, toàn bộ nội môn có thể bằng vào kiếm thuật thắng được, không cao hơn 10 cái, đối diện đã nhận không ra, cũng không thuộc về một trong 10 vị, cái trước chiến thắng không khó. Hai bên bắt đầu giao chiến, thời gian không dài, chiến đấu kết thúc. Giống như đối phương đoán, Bạch Y chiến thắng, Đỗ sư huynh thua. Cái này, không có khả năng. Thua liền 3 trận. Thanh niên khôi bào có chút khẩn trương. Mấy năm qua,
lặng lẽ đánh bạc, tuy kiếm lời không ít, thế nhưng chịu không được thua như vậy. Có muốn tiếp tục hay không? Thấy bộ dáng của hắn, Trương Huyền tiếp tục xem tới. Cái này. Liếc mắt nhìn, trên đài lại đi tới hai người, thanh niên khôi bảo ứa ra mồ hôi. Thua liền ba trận, 100 kiếm cắt tệ, xem như hắn cũng có chút sợ hãi. Bất quá không cá cược mà nói, 100 kiếm cắt tệ kia, chẳng khác nào toàn bộ bị mất, hắn cắn răng, hạ ngoan tâm. Cược thì cược, lúc này ta tuyển trước. Thật ra thì đây là tâm lý dân cờ bạc. Thua càng nhiều, càng muốn trở mình, như rơi vào đầm lầy, càng dẫy dụa hãm càng sâu. Mời. Trương Huyền gật đầu. Lần này ta chọn Bạch Y. Dừng lại một chút, thanh niên khôi bảo nói. Hai người trên đài, giống như vừa rồi, hắn chỉ nhận thức một cái, cũng chính là Bạch Y La sư đệ. Vị sư đệ này, kỳ tài ngút trời, tới tông môn không đến 2 năm, đã ở nội môn xông ra danh khí không nhỏ, xem như hắn tới đối chiến, cũng chỉ có thể đẩy kiếm nhận thua. Nếu như muốn nói tới hai người ai chiến thắng khả năng lớn nhất, không thể nghi ngờ là hắn. Nếu ngươi lựa chọn Bạch Y, vậy ta. Trương Huyền dừng lại một chút. Ta lựa chọn hòa nhau có được hay không? Hòa nhau. Thanh niên khôi bào sững sờ. Loại tỉ thí thông thần ngọc bài này, không giống như tranh tài thực tế, vì để tránh cho thương vong, dưới tình huống thực lực không kém bao nhiêu, sẽ chọn hòa nhau. Ở đây, không nhận thua, cơ bản đều là lấy một cái chết kết thúc. Hòa nhau, hầu như rất ít xuất hiện. Cái tên này, lại muốn lựa chọn hòa nhau, là đầu óc có vấn đề à? Ánh mắt sáng lên, cố nén mừng rỡ. Ngươi xác định. Xác định, bất quá. Hòa nhau tương đối ít thấy, có phải bội suất lớn hơn một ít hay không? Trương Huyền gật đầu. Không sai, dưới tình huống bình thường, hòa nhau đều là gấp 5 lần. Thanh niên khôi bào gật đầu. Vậy thì tốt, ta đặt 120 thông thần tệ. Trương Huyền lần nữa đè lên tất cả thông thần tệ trên người. Tốt! Trong lòng cười hắc hắc, thanh niên khôi bảo sợ hắn hối hận, vội vàng gật đầu đáp ứng. Cái tên này đặt hòa nhau, cơ bản tương đương với trả tiền cho mình. Bên này cá cược xong, trên đài đã bắt đầu tỉ thí. Hai bên đều là cao thủ, kiếm khí ngang dọc, không ai nhường ai, từng chiêu kiếm thuật tinh diệu, thi triển ra dẫn đến phía dưới từng cơn khen ngợi. Tuy thực lực của Bạch Y La sư đệ mạnh mẽ, chiêu số hung mãnh, nhưng vị đối diện kia, rõ ràng cũng không yếu, từng chiêu tuy chật vật, vậy mà toàn bộ cản lại. Liên tục hơn 300 chiêu không có phân ra thắng bại. La sư đệ, cố gắng lên. Trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều, thanh niên khôi bảo có chút khẩn trương. Đánh ra thời gian dài như vậy, một tháng cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần, không nghĩ tới cho hắn đụng phải. Hai bên lại chiến đấu hơn 100 chiêu, khí lực đều tiêu hao không sai biệt lắm. Bạch Y La sư đệ lui về phía sau. Vị bằng hữu này, kiếm thuật của ngươi không phải bình thường, tại hạ khâm phục, có điều tiếp tục đánh xuống, người ta hai bên, một phương may mắn chiến thắng cũng vô cùng thê thảm, không bằng như vậy, dùng bình thủ kết thúc, chúng ta ngày khác lại hẹn nhau luận bàn. Tốt, người áo xanh gật đầu đồng ý. Thanh niên khôi bào chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Mấy tháng không gặp được một lần hòa nhau, thế mà xuất hiện. Hơn nữa hắn còn cùng người cược. Xấu hổ, ta thắng. Trương Huyền nhìn lại. Sở dĩ hắn có thể thắng, không chỉ bởi vì nhãn lực cao cường, có thể nhìn ra song phương giao chiến kiếm thuật mạnh yếu, càng quan trọng hơn là, thư viện có thể tùy tiện nhìn ra thân phận song phương giao chiến, lĩnh ngộ kiếm pháp, võ kỹ, cùng với tâm cảnh. Cấp bậc tương đồng, chân khí cùng lực lượng tương đồng, lĩnh ngộ kiếm pháp cùng võ kỹ càng lợi hại, tâm cảnh càng cao, tự nhiên tỷ lệ chiến thắng càng lớn. Bởi vậy liên tục cược mấy lần, đều dễ như trở bàn tay thu hoạch được thành công. Ta đặt hòa nhau, gấp 5 lần, cũng chính là. Ngươi cần cho ta 600 kiếm cắt tệ. Nhàn nhạt nhìn qua, Trương Huyền nói. 600. Thân thể cứng ngắc, thanh niên khôi bảo sắp điên rồi. Cái tên này bật hack à? Hòa nhau cũng có thể đoán đúng. Cái này còn cược thế nào? Từ trước tới nay dựa vào đánh bạc kiếm tiền, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Mới mấy lần đã thua sạch sẽ trơn tru, sắp điên rồi. Trở thành đệ tử nội môn tiếp cận 10 năm, đủ loại thí luyện, lặng lẽ chạy tới tìm người đặt cược. Hết thảy tích góp không đến 1.000, không nghĩ tới lần này, còn kém không nhiều toàn bộ thua trận. Nhiều kiếm các tệ như vậy, ta không có. Sầm mặt lại, cắn chặt răng. Không có, có chơi có chịu, người định quỵt nợ.
Trương Huyền mỉm cười. Không sai, quyệt nợ lại như thế nào? Thanh niên khôi bào hừ lạnh một tiếng. Ngươi biết thân phận của ta sao? Biết ta là ai không? Bởi vì Lăng Vân kiếm các không cho phép đánh bạc, cho nên mỗi lần hắn đánh cược, đều sẽ đổi một thông thần ngọc phù, lấy thân phận mới lần nữa tiến vào. Trừ mấy người thường xuyên cùng hắn đánh cược, biết thân phận, những người khác căn bản không thể nào biết. Ha ha! Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên đạp tới. Thế nào, muốn động thủ với ta? Thấy hắn đột nhiên ra chân, thân thể thanh niên khôi bào run rẩy, tránh thoát công kích, trong ánh mắt lóe lên tàn nhẫn. Ghi nhớ, nơi này là thông thần điện, coi như giết ta, cũng chỉ là tổn thất một ngọc phù mà thôi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đương nhiên không có cách nào làm gì ngươi. Trương Huyền ngừng tay, lộ ra nụ cười hiền hòa. Bất quá, nếu như ta đi Bạch Vân Phong, tìm Hàn trưởng lão, nói cho hắn biết, đệ tử nội môn trong phạm vi hắn quản hạt, vậy mà lấy đệ tử nội môn so kiếm làm tiền đặt cược, bốn phía mở đánh cược. Ngưu cầu kiếm lợi, ngươi nói hắn có thể tỉ mỉ tra một chút đến cùng ai làm hay không? Lại có thể trực tiếp đuổi ra hỏa này ra khỏi sơn môn hay không? Ngươi nói có đúng không Chu Môn Chi sư huynh? Ngươi! Đồng tử co rụt lại, thanh niên khôi bào Chu Môn Chi liên tục lui về phía sau mấy bước, mồ hôi lạnh chảy đầy sống lưng, suýt chút nữa ngất đi. Ngươi! Làm sao ngươi biết ta là ai? Hết chương 3601. Chương 3602. Lại cược. Lăng Vân kiếm các, chia làm rất nhiều chi mạch, đều có trưởng lão đối ứng quản lý, khống chế. Thanh niên khôi bào này, chính là đệ tử do Bạch Vân Phong Hàn Nhất Quần trưởng lão quản lý, tên là Chu Môn Chi. Hắn nấp rất kỹ, lại thay đổi dung mạo cùng thanh âm, dưới tình huống bình thường là không có người có thể biết, nhưng vị trước mắt này hô lên tên của hắn, thậm chí ngay cả nội tình cũng rõ ràng. Làm sao không khiếp sợ? Không chỉ biết ngươi là ai, ngươi nơi này, còn có 973 kiếm các tệ, thua 600, liền nói không có, gạt người, cũng chân thành một chút a. Trương Huyền nhấc mí mắt, thản nhiên nói. Chu Ngôn Chi lui về sau một bước, lạnh cả người. Nội môn lặng lẽ đánh cược, hết thảy chỉ mấy người, nếu như đối phương chăm chú điều tra, có khả năng tra ra thứ gì, nhưng tiền của hắn, hết thảy có bao nhiêu, thuộc về bí mật chỉ có mình mới biết, bằng hữu tốt nhất cũng không rõ ràng. Kẻ trước mắt này, làm sao có thể biết? Ngươi là ai, đặc biệt tới kiểm tra ta? Nắm đấm siết chặt. Đối phương không biết thân phận, cùng lắm thì trực tiếp rời đi thông thần điện, dù sao cũng tìm không thấy, hiện tại nói ra tên, trốn khẳng định vô dụng. Ta tên, ta rất biết điều. Điều tra ngươi, ngươi cả nghĩ quá rồi, chỉ trả tiền cho ta, mới chẳng muốn biết ngươi là ai. Trương Huyền giới thiệu tên của mình. Ta rất biết điều. Chu Ngôn Chi mắt tối sầm lại trong đầu chóng mặt. Người khác lấy ngoại hiệu, đều là mình thích, hoặc có ngụ ý đặc thù, cái tên này quả thực. Khiêm tốn em gái ngươi a hát. Vừa lên, chừng 10 phút liền thắng ta hơn 700 kiếm các tệ, cái từ khiêm tốn này. Cùng ngươi có quan hệ cộng lông. Có thể đừng làm nhục hai chữ này hay không? Ta có chơi có chịu, ngươi có phải thật như vừa rồi nói, không nói ra sự tình của ta hay không? Tràn đầy buồn bực, cuối cùng vẫn cắn răng, chăm chú nhìn qua. Thông thần điện, đối phương giết, cũng chỉ là tổn thất một thông thần ngọc phù, bản tôn còn sống, đồng dạng sẽ truyền tin tức đi, không thể giải quyết vấn đề căn bản. Phương pháp duy nhất, chính là làm ra một loại ước định nào đó, mọi người bình an vô sự. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu, đối phương đánh cược hay không, không có quan hệ gì tới hắn. Hắn cũng không phải tông chủ, cũng không phải trưởng lão. Khiêm tốn kiếm tiền là được. Tốt. Thấy đối phương đáp ứng, Chu Ngôn Chi thở phào nhẹ nhõm, lấy thẻ ra nhẹ nhàng vạch một cái. Trương Huyền nhìn thấy trên thẻ của mình nhiều ra 600 kiếm các tệ, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, cao hứng nhìn qua. Nếu như lần sau còn muốn cược, tiếp tục tới tìm ta. Có những người khác muốn đánh cược mà nói, cũng có thể mang tới. Ta sát. Khuôn mặt Chu Ngôn Chi xanh xám. Xoay người rời đi. Thật không dám ở lại chỗ này, sợ dưới cơn nóng giận, tiếp tục cược, sau đó. Thua thảm hại hơn. Mấy bước đi tới trước mặt thanh niên khôi bào vừa rồi, vị này thấy hắn tới, mỉm cười. Thế nào, thắng thằng ngốc kia bao nhiêu tiền? Thằng ngốc, khóe miệng Chu Ngôn Chi giật một cái, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Ta thua. Hơn 10 phút trước, còn tràn đầy hưng phấn cho rằng, gặp một kẻ ngốc, có thể mạnh mẽ làm thịt. Kiếm một món hời, kết quả không nghĩ tới, bản thân biến thành thằng ngốc, thua quần lót cũng không còn.
Ngươi thua. Sửng sốt một chút, Niên Khôi bảo thứ hai thanh nghe đối phương giảng xong sự tình, con mắt sắp rơi trên mặt đất. Ngươi nói tên này, không chỉ đoán đúng kết quả chiến đấu, không kém chút nào, còn biết lai lịch của ngươi. Đúng. Thật có chút thủ đoạn, xem ra là điều tra chúng ta rất lâu, cố ý tới phá đám, hừ. Tưởng như vậy, là có thể lấy tiền đi. Quá đơn giản, Ngôn Chi, có muốn đòi tiền về hay không? Trầm tư một chút, vị thanh niên khôi bảo thứ hai mắt sáng lên. Đương nhiên muốn, nhưng làm sao muốn? Chu Ngôn Chi bất đắc dĩ. Rất đơn giản, tiếp tục cược. Khóe miệng thanh niên khôi bảo thứ hai nâng lên. Cược. Khóe miệng Chu Ngôn Chi co giật, im lặng. Đối phương ngay cả hòa nhau cũng có thể đặt đúng, đánh cược như thế nào? Người ngốc a hát, hắn có thể biết tình huống thắng thua trên đài, khẳng định biết tin tức, so với chúng ta còn rõ ràng, thậm chí. Có khả năng liên hợp người trên đài gian lận. Vị thanh niên khôi bảo thứ hai nói. Cái này. Chu Ngôn Chi sửng sốt. 10 lần đánh cược 9 lần thua, có thể một mực chiến thắng, trừ gian lận, chính là gian lận. Đối phương ngay cả hòa nhau cũng có thể cũng đoán rõ ràng, không sai chút nào, mới vừa rồi còn không chú ý, bây giờ đối phương nói chuyện, nhất thời rõ ràng. Gian lận. Vô cùng có khả năng, song phương giao chiến, sớm đã cùng hắn có một loại ước định nào đó. Nếu không, nào có trùng hợp như vậy, mấy tháng không xuất hiện một lần hòa nhau, bị hắn đoán đúng. Ngươi nói làm sao bây giờ? Rõ ràng điểm ấy, tâm sợ hãi diệt hết, Chu Ngôn Chi tràn đầy tức giận. Cả ngày đánh nhạn, không nghĩ tới lần này bị nhạn mổ mắt. Hắn có thể điều khiển giao đấu trên đài, nhưng điều khiển không được ngươi, cũng không điều khiển được ta. Chúng ta có thể tới ước đấu, chỉ cần xác định quy củ, thua, tiền lấy tới, hơn nữa giữ miệng giữ mồm, không cho phép tiết tin tức ra ngoài là được. Trước đó thua nhiều hơn nữa, chỉ cần có thể thắng một hồi, liền có thể toàn bộ trở về. Vị thanh niên khôi bảo thứ hai cười nói. Cái này, ngươi có thể xác định, hắn sẽ đánh cược. Hơn nữa, chúng ta liền nhất định có thể thắng. Chu Ngôn Chi có chút chần chờ. Thật muốn thắng, tự nhiên tốt nhất, thua nữa. Thật sự sạch sẽ trơn tru, cái gì cũng không có. Yên tâm, hắn khẳng định sẽ cược. Chúng ta không biết thân phận của hắn, nhưng có thể cùng những người trên đài kia liên thủ gian lận. Điều tra ra không khó. Dùng cái này uy hiếp, không lo hắn không đáp ứng. Còn có thể thắng hay không, thì càng không cần lo lắng. Huống chi thắng, dĩ nhiên tốt nhất, thua, cũng không mất mát gì. Vị thanh niên khôi bảo thứ hai cười nhạt một tiếng. Kiếm thuật của hai ta, ở trong nội môn, dù không tính quá mức cao cường, nhưng cũng không tính yếu, vừa ra tay liền dùng hết toàn lực mà nói, không thắng được, cũng có thể ép hắn thi triển ra tuyệt chiêu. Chỉ cần át chủ bài lộ ra, đoán ra là ai còn không dễ dàng. Biết thân phận chân chính, muốn cầm tiền trở về, còn không cực kỳ đơn giản. Cái này, Chu Ngôn Chi mắt sáng rực lên. Đúng a. Chỉ cần đối phương dám cược, lấy thực lực của hai người bọn họ, trong nội môn, cùng cấp bậc, muốn không dùng ra tuyệt chiêu liền đánh bại, hầu như không có khả năng. Ra tuyệt chiêu, lại thêm cùng La sư đệ quan hệ không tệ, tìm ra là ai, liền dễ dàng hơn nhiều. Khóa chặt mục tiêu, đối phương không chỉ đánh bạc, còn thao túng tỉ thí bình thường, tội danh càng lớn, làm không cẩn thận sẽ bị phế võ công. Dùng cái này uy hiếp, không tin không đi vào khuôn phép. Đừng nói trước đó thua tiền, coi như đối phương vơ vét sạch, cũng khẳng định không dám phản kháng. Cứ làm như thế. Ở trong đầu cân nhắc một phen, phát hiện không có vấn đề chút nào, càng nghĩ càng hưng phấn, Chu Ngôn Chi cùng vị thanh niên khôi bảo thứ hai chung một chỗ, lần nữa đi tới trước mặt Trương Huyền. Vị bằng hữu này, ta còn muốn cùng ngươi cược một hồi. Lông mày dương lên, hạ giọng. Đánh cược như thế nào? Thấy tên này thua thảm như vậy, lại chạy tới cược, Trương Huyền mắt sáng rực lên. Không hổ là đệ tử kiếm các, sức thừa nhận tâm lý quá mạnh. Rất đơn giản, huynh đệ chúng ta, mỗi người chiến đấu một hồi, người có thể thắng được, chúng ta nhận thua, đặt bao nhiêu đều nhận. Nếu như chúng ta may mắn chiến thắng, hy vọng vừa rồi thua tiền, toàn bộ trả lại, hơn nữa đối với thân phận của ta, giữ miệng giữ mồm, không thể tiết ra ngoài. Chu Ngôn Chi nói, vì lý do an toàn, vẫn quyết định đối phương thắng hai người bọn họ mới coi như chân chính chiến thắng. Trong nội môn, có thể thắng được một người trong bọn họ không ít, nhưng có thể xa luân chiến, tương đồng cấp bậc thắng được, hầu như không có. Nói cách khác, như vậy trải qua, chỉ cần đối phương dám đáp ứng, vô luận so như thế nào, bọn họ cũng sẽ không thua.
chiến đấu, thắng hai người các ngươi, đặt bao nhiêu cũng nhận. Ánh mắt sáng lên, Trương Huyền suýt chút nữa cười ra tiếng. Thật sự là ngủ gật tặng gối. Muốn đến kiếm tiền, bọn họ liền chạy tới. Quả nhiên vẫn là người tốt nhiều. Không sai, nếu như ngươi không đáp ứng, vừa rồi tỉ thí hòa nhau. Sợ hắn từ chối, Chu Ngôn Chi vừa định uy hiếp, chỉ thấy thanh niên trước mắt hưng phấn liên tục gật đầu. Ta đáp ứng, ta có 720 kiếm các tệ, toàn bộ áp lên, các ngươi thua, trả tiền là được. Ây! Không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy, Chu Ngôn Chi cùng thanh niên khôi bảo thứ hai chuẩn bị xong ngôn ngữ đành phải nghẹn ở trong miệng, đều có chút bối rối. Bất quá, vừa nghĩ tới trong nội môn, muốn thắng được bọn họ Sa Luân Chiến hầu như không tồn tại, lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Báo danh đi. Rất nhanh báo tên xong xuôi, đều là ngoại hiệu. Chu Ngôn Chi ngoại hiệu gọi chuẩn xác. Cái thứ hai gọi nhập giả. Cũng không phải tên thật. Rất nhanh đến phiên bọn họ. Chuẩn xác, đối chiến, ta rất biết điều. Chuẩn xác, dù rất kéo, chỉ ít còn có thể nghe được, ta rất biết điều cái quỷ gì. Không biết, thật khó nghe. Đúng vậy, khiêm tốn, kha kha, ta muốn nhìn tên này, đến cùng có bao nhiêu khiêm tốn. Nhìn thấy tên song phương giao chiến, phía dưới một hồi xôn xao. Bình thường người lấy ngoại hiệu, đều ưa thích đại khí, chỉ ở cao xa, gọi ta rất biết điều. Quả thực chính là khác loại. Bắt đầu. Hai bên đứng ở trên đài, ánh mắt Chu Ngôn Chi run lên, trường kiếm lắc một cái, thời gian nháy mắt liền đâm ra tám kiếm, bao phủ bốn phía. Tuyệt chiêu độc môn của hắn, nhất kiếm tiêu tương. Chiêu này tu luyện tới đỉnh phong nhất, có thể một lần đâm ra chín kiếm, ẩn chứa 9981 loại biến hóa, thật muốn tu luyện tới loại tình trạng này, nội môn hầu như không người có thể ngăn cản. Dù còn không có luyện thành, nhưng đâm ra tám kiếm, 8864 loại biến hóa, cũng tuyệt đối được xưng tụng cường giả đỉnh phong. Đặc biệt là cổ thánh nhất trọng, thì triển ra, hầu như không thể nào chống cự. Không biết đối phương tu vi thế nào, lại dính dáng tiền đặt cược lớn như vậy, không dám xem thường, bởi vậy Chu Ngôn Chi vừa ra tay, liền dùng ra chiêu số mạnh nhất. Thấy chiêu này của đối phương gay gắt như vậy, Trương Huyền nhịn không được gật đầu. Khó trách dám cùng bản thân đánh cược lớn như vậy, quả thực có chút năng lực. Bất quá dùng để đối phó hắn, vẫn còn có chút yếu. Cũng không né tránh, bước về phía trước một bước. Trước mắt rõ ràng lóe lên kiếm quang, hơn nữa kiếm trong tay đối phương, tựa như biến thành tám chuôi, nhưng lại không có một cái nào rơi vào trên người, giống như cố ý tránh né, từ một bên đâm tới. Vượt qua vạn bụi hoa, mảnh diệp không dính vào người. Hắn, tìm được khe hở của kiếm thứ 9. Cái này, gia hỏa này đến cùng là ai? Đồng tử của Chu Ngôn Chi co rụt lại. Hết chương 3602. Chương 3603. Xin gọi ta Cao Tiến. Nhất kiếm tiêu tương, ở trong tất cả kiếm pháp của nội môn, được cho đỉnh tiêm, đặc biệt là 9 kiếm hợp nhất, triệt để thi triển ra, cùng cấp bậc tuyệt đối trước 3. Dù Chu Ngôn Chi chỉ tu luyện 8 kiếm, nhưng vẫn cực kỳ cường đại, bất quá đối phương. Dường như biết nội tình kiếm này của hắn, vừa động thủ xông vào khe hở của kiếm thứ 9 không cách nào thi triển ra. Bởi vì không có luyện thành, thành sơ hở lớn nhất của kiếm chiêu. Một chiêu bắt đầu, tìm đến nơi này, để hắn muốn thương tổn người cũng không làm được. Làm sao làm được? Coi như nội môn xếp hàng thứ nhất, cũng không cách nào hoàn thành. Khắp khuôn mặt là sốt ruột, trường kiếm chuyển một cái, muốn biến thành tuyệt chiêu khác, chém đối phương xuống, chỉ thấy trường kiếm trong tay thanh niên đột nhiên nâng lên, đâm tới mi tâm của hắn. Một chiêu này, không chỉ có thể phá giải nhất kiếm tiêu tương, còn có thể nhẹ nhõm chặt đứt hắn biến chiêu, để hắn không có bất kỳ đường sống phản kháng. Nói cách khác, kiếm này thật rơi xuống, không cần biến chiêu, càng không cần tiếp tục thi triển, tuyệt đối sẽ bị một kiếm xuyên qua mi tâm, mất mạng tại chỗ. Ta, thân thể băng lãnh, Chu Ngôn Chi sợ hãi. Còn tưởng rằng vừa ra tay thi triển tuyệt chiêu, nhất định có thể làm cho đối phương để lộ nội tình, không nghĩ tới, ngay cả nửa chiêu cũng không chịu đựng nổi, liền bị chém giết. Loại thực lực này, hai người bọn họ thật có thể tra ra thân phận xác thực của đối phương. Không tra được, Hưng Sư Động chúng chạy tới tỉ thí, chẳng phải lại muốn thua tiếp. Tràn đầy hối hận, đang nghĩ ngợi không nên nghe người khác, tiếp tục đánh cược, chỉ thấy một kiếm trước mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm chết hắn đột nhiên ngừng lại. Nhìn qua, chỉ thấy khuôn mặt ta rất biết điều dầu dĩ. Chu Ngôn Chi trở về từ cõi chết, vội vàng lui về sau một bước, tránh đi sát chiêu.
lần nữa chuyển một cái, lại một tuyệt chiêu thi triển ra. Nhất kiếm tiêu tương, dù lợi hại, nhưng bị người phá giải, liền không uy hiếp nữa, lần này thi triển ra chiêu số, trên uy lực không bằng trước người, nhưng thắng ở một chữ nhanh. Tật phong khoái kiếm. Một chiêu so với một chiêu nhanh, liên tục 10 chiêu, gió táp mưa rào, căn bản không đỡ được. Chiêu này, cổ thánh tứ trọng thi triển ra thích hợp nhất, chân khí, thân thể của cổ thánh nhất trọng thi triển, áp lực rất lớn, nhưng tình cảnh nguy cấp, chỉ có thể dùng ra. Ô ô ô, khoái kiếm bí mật mang theo gió táp, hóa thành từng đạo kiếm ảnh, phá không mà đến, Chu Ngôn Chi vốn cho rằng thi triển chiêu này, coi như không thắng, đối phương cũng sẽ chật vật không chịu nổi, ngay sau đó phát hiện. Đối phương không có bất kỳ động tác dư thừa gì, lần nữa tiến về phía trước một bước, lại một kiếm ép xuống. Đại xảo bất công, vừa vặn đánh vào điểm yếu kém của khoái kiếm, đồng dạng chỉ cần thân kiếm rơi xuống, hắn tất sẽ bị một kiếm chém thành hai khúc, tại chỗ bỏ mình. Nói cách khác, dù thi triển khoái kiếm ra, cũng lần nữa bị đối phương một chiêu phá giải. Chu Ngôn Chi sắp điên rồi. Ngay thời điểm nhắm mắt đợi chết, chỉ thấy ta rất biết điều lần nữa dầu dĩ, trường kiếm ngừng lại. Vội vàng lăn một vòng, tránh thoát một kiếp, miệng lớn thở hổn hển, Chu Ngôn Chi lại thi triển ra một tuyệt chiêu. Ở Lăng Vân kiếm các nhiều năm như vậy, kiếm chiêu lợi hại học được không biết bao nhiêu, mỗi một chiêu đều có uy lực cực lớn. Giống như vừa rồi, mới thi triển ra một thức, đối phương lại giống như phá giải, trường kiếm theo tới, chỉ cần rơi xuống, liền có thể giết người, nhưng cuối cùng đều ngừng nửa chừng. Liên tục đổi 7 bộ thân pháp, 12 bộ kiếm thuật, mỗi lần đều như vậy. Chu Ngôn Chi sắp phát điên. Không chỉ hắn như vậy, người phía dưới cũng từng cái nhìn nhau, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng một chiêu liền có thể thắng, vì sao mỗi lần thi triển đến một nửa đã dừng lại? Không biết, chỉ cần thi triển ra, nhất định có thể thắng a hát. Vốn ta tưởng thi triển ra nửa chiêu, liền bị, chuẩn xác, áp chế không cách nào nhúc nhích, hiện tại xem ra, căn bản không phải lý do này. Chuẩn xác, bị đánh không có sức đánh trả chút nào, hắn là cố ý dừng lại, nhưng thực sự không nghĩ ra, vì sao phải ngừng. Lại nhìn một hồi, tất cả mọi người đều có chút mờ mịt. Trên đài ta rất biết điều, rõ ràng một chiêu liền có thể chiến thắng, nhưng mỗi lần đều dừng lại, giống như rõ ràng kích thích điểm cao nhất, chỉ cần tiếp tục, liền có thể nghiêng trời lệch đất, lại một mực. Muốn nghỉ ngơi, một lần có thể nói là nhường, nhưng nhiều lần như vậy, lại thành làm nhục rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Người phía dưới choáng váng, trên đài Chu Ngôn Chi không chịu nổi, sau khi quay người, cũng nhịn không được nữa nhảy ra ngoài. Tỷ thí nhiều trận như vậy, còn là lần đầu tiên muốn bị người một kiếm chém chết như thế. Không phải đang cùng ngươi tỷ thí sao? Thấy hắn dừng tay, Trương Huyền ngừng lại. Tỷ thí, rõ ràng có thể một kiếm đánh chết ta, tại sao phải dừng lại? Chu Ngôn Chi nói. Dù sao tất cả mọi người đã nhìn ra, cũng không có gì có thể giấu giếm. Cái này, Trương Huyền gãi đầu một cái. Xem tên của ta, ngươi hẳn phải biết, một kiếm liền giết ngươi. Không phù hợp tính cách, ta không muốn dẫn tới oanh động. Không muốn dẫn tới oanh động. Chu Ngôn Chi thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi quản cái đồ chơi gọi khiêm tốn này. Tốn cái rằm a hát. Mỗi một chiêu, đều tìm đến sơ hở, một chút không sai. Đây không phải khiêm tốn, mà là cố ý tới trang bức. Khoe khoang kiếm pháp của ngươi cao minh a. Còn không muốn dẫn tới oanh động. Ngươi là cho rằng oanh động còn chưa đủ a. Người phía dưới, mỗi cái miệng có thể nhét vào trứng gà. So với một kiếm giết ta còn muốn để cho người ta oanh động có được hay không? Ta nhận thua. Biết tiếp tục đánh sẽ bị tươi sống tức chết, Chu Ngôn Chi cắn răng, xoay người rời đi. Không phải là không muốn so, mà là thực sự chịu không được áp lực này. Cùng đối phương tỉ thí, trong lòng một mực có cảm giác. Đó chính là, nhanh đánh chết ta đi, đánh chết ta đi. Ai, ta là thật không muốn quá lộ liễu. Thấy hắn không tin, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ra thì làm cho đối phương thi triển nhiều mấy chiêu, chỉ là một nguyên nhân. Thua nhiều tiền như vậy, một kiếm đánh chết, thực sự xấu hổ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là người có lễ phép. Tiền kiếm lời. Tự nhiên cũng phải để cho người ta thi triển nhiều mấy chiêu, ý tứ một chút. Chuẩn xác nhận thua, thanh niên khôi bào thứ hai nhập dạ đi tới. Ngươi rất mạnh. Nhập dạ tay cầm trường kiếm, đứng ở trên đài tỉ thí, híp mắt lại. Vốn nghĩ, hai người bọn họ thay nhau công kích, đối phương mạnh hơn, cũng khẳng định sẽ thi triển ra tuyệt chiêu,
từ đó khó mà che giấu thân phận, nằm mơ cũng không ngờ tới, Chu Ngôn Chi chiến đấu một hồi, đối phương một điểm tổn thương cũng không có, thậm chí ngay cả nguy hiểm cũng không có tạo thành. Như vậy trải qua, áp lực toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Ta hy vọng, ngươi không cần lưu thủ, dùng công kích mạnh nhất đánh bại ta. Lông mày dương lên, Nhập Dạ nói. Dùng công kích mạnh nhất. Thấy đối phương đưa ra yêu cầu này, Trương Huyền do dự. Không sai. Nhập Dạ gật đầu. Chỉ cần thi triển ra công kích mạnh nhất, dù hắn thua, cũng có thể suy đoán ra thân phận, không tính chịu thiệt. Cái này, tốt ha. Thấy đối phương ánh mắt chân thành, Trương Huyền gật đầu. Bắt đầu. Hít sâu một hơi, Nhập Dạ vận chuyển chân khí toàn thân, trường kiếm lay động, vừa định động thủ, liền cảm thấy hoa mắt, một thanh kiếm đã đi tới trước cổ, kiếm mang sắc bén cắt làn da, dường như chỉ cần khẽ động, sẽ bị chém giết tại chỗ. Nhập Dạ ngỡ ngàng. Mẹ nó. Đại ca, ngươi lúc nào thì tới? Ngươi họ gì? Dùng chiêu số gì? Vì sao ta lại bị kiếm gác ở trên cổ? Vốn cho rằng đối phương sẽ thi triển ra tuyệt chiêu, để hắn nhìn ra manh mối, kết quả. Người ta đặt kiếm ở trên cổ, bản thân thậm chí ngay cả dùng chiêu số gì cũng không rõ ràng. Có cần nhanh như vậy hay không? Ngươi thua. Trương Huyền nói. Vốn còn nghĩ, chiến đấu mấy chiêu, sau đó chiến thắng đối phương, đã có loại yêu cầu này, dù sao bọn họ trả tiền, chỉ cần cho sảng khoái, yêu cầu gì cũng có thể tiếp nhận. Ta, Nhập Dạ muốn tự tử. Kiếm dựng đến trên cổ, không thừa nhận cũng không được, khẳng định là thua. Hai trận tỉ thí, một chút uy hiếp cũng không có đưa đến, chớ nói chi là nhìn ra kiếm chiêu cụ thể. Bất quá, dù cuối cùng không có xác định là ai, nhưng cũng xác định phạm vi. Có thể có loại thực lực này, nội môn tuyệt không vượt qua 5 cái. Nhưng người có loại thực lực này, được tông môn bồi dưỡng, tài nguyên không thiếu, kiếm các tệ. Muốn kiếm cũng hết sức dễ dàng, chắc chắn sẽ không vì một chút tiền nhỏ mà tham gia đánh bạc, dù sao có tương lai sáng lạn, bởi vì chút lợi nhỏ hủy diệt mà nói, được không bù mất. Nhưng vị trước mắt này, giống như tham tiền, một phân tiền cũng không buông tha. Cùng mấy vị kia, hoàn toàn không dích chút nào a. Nghĩ như thế nào, cũng có chút choáng váng. Các ngươi thua, cho ta 720 kiếm các tệ. Rời đài tỉ thí, Trương Huyền nhìn qua. Thân phận chân thực của hai người trước mắt, đi qua tỉ thí, toàn bộ biết, không sợ bọn họ không trả tiền. Cho, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Chu Ngôn Chi cùng Nhập Dạ vô cùng đau đớn, nhưng cũng hết cách rồi, đành phải trả nợ. Hy vọng lần sau tiếp tục cùng ta đánh cược. Thấy đi tới không đến 20 phút, kiếm lời hơn 1.400 kiếm các tệ, Trương Huyền thỏa mãn, hết sức cao hứng nhìn hai vị thần tài trước mắt. Nhìn thấy đối phương ánh mắt chân thành. Chu Ngôn Chi cùng Nhập Dạ đồng thời cảm thấy trái tim đau nhức. Chúng ta không phải đưa tiền, mà là muốn thắng tiền. Làm sao cảm giác trong mắt hắn, giống như thằng ngốc thế nhỉ? Suy nghĩ kỹ một chút, ngắn ngủi khoảng 20 phút, liền đưa ra ngoài tích góp nhiều năm như vậy. Còn giống như là thằng ngốc A, hơn nữa còn là loại vô cùng ngốc kia. Có thể nói cho ta biết, tên thật của ngươi hay không? Thấy hắn thắng tiền muốn rời khỏi. Chu Ngôn Chi nhìn không được nữa, mở miệng hỏi. Ta, tên thật. Liếc mắt nhìn, thấy ánh mắt hai người bọn họ mong chờ, Trương Huyền đưa tay vuốt tóc, hai tay chắp sau lưng, để lại cho đối phương một cái bóng lưng. Xin gọi ta, Cao Tiến. Nói xong không tiếp tục để ý hai người vẻ mặt mộng bức, tinh thần khẽ động, rời đi thông thần điện. Lần này tới, mục đích là vì kiếm tiền, bây giờ có 1.440 kiếm các tệ, hẳn là đủ tiêu một đoạn thời gian. Không cần thiết tiếp tục ở lại. Cao Tiến. Có đệ tử nội môn gọi Cao Tiến. Đi thăm dò. Tràn đầy nghi ngờ, hai người vội vàng đi thăm dò. Một lát sau, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Cái tên này đang gạt bọn họ. Lần sau không để ngươi ăn của chúng ta phun ra, ta liền không gọi Chu Ngôn Chi. Càng nghĩ càng giận, Chu Ngôn Chi nghiến răng. Thực lực hắn mạnh như vậy, chúng ta có thể làm sao? Nhập Giả cũng tức sắp bùng nổ. Nhưng không có biện pháp gì. Rất đơn giản, hắn lợi hại, nội môn cũng chưa chắc có thể xếp lên đầu tiên. Đã như vậy, chúng ta có thể đi tìm mấy vị kia. Liền nói cho bọn hắn, thông thần điện xuất hiện một vị cao thủ tuyệt thế, để cho bọn họ động thủ. Sau đó, chúng ta đặt cược. Chu Ngôn Chi mắt sáng lên. Đúng. Ánh mắt Nhập Dạ sáng lên. Cứ làm như thế. Tuy ta rất biết điều này lợi hại,
nhưng cũng chưa hẳn có thể ở trong nội môn xếp đầu tiên. Đã như vậy, sao không để mấy vị yêu nghiệt kia tới? Trương Huyền lần nữa về phòng, suy tư phút chốc, lần nữa đi ra cửa phòng. Tu vi tấn cấp phá toái hư không rất lâu, là thời điểm nên xung kích cảnh giới cao hơn. Bất quá muốn xung kích cảnh giới cao hơn, cần đủ công pháp, ở thông thần điện mua sắm, giá cả không ít, còn không bằng đến tàng thư khố của kiếm các nhìn. Nguyên nhân chính là như vậy, mới để cho Thiện Hiểu Thiên trở thành đệ tử Lăng Vân kiếm các. Ra khỏi phòng, còn không có rời tiểu viện, liền nghe cửa chính mở ra, Lục Vân trưởng lão tràn đầy hưng phấn đi vào. Lúc này Lục Vân trưởng lão một thân khí tức mơ hồ, cao thâm khó dò, mấy canh giờ không thấy, vậy mà đã đột phá hư tiên cảnh, đạt đến chân tiên cảnh. Hết chương 3603. Chương 3604. Tam thiếu gia kiếm. Chúc mừng Lục trưởng lão. Nghe được âm thanh, Thiện Hiểu Thiên ra khỏi phòng. Đây là lệnh bài đại biểu thân phận của ngươi. Lục Vân trưởng lão đưa tới lệnh bài mới vừa từ trưởng lão điện lấy được, mỉm cười. Có thứ này, chỉ cần tiêu phí số lượng kiếm các tệ nhất định, liền có thể đi tàng thư khố, kiếm thư đường, tùy ý quan sát. Cũng có thể nhận lấy đệ tử nội môn thí luyện, kiếm lấy ban thưởng. Tóm lại, vị trí sơn phong của đệ tử nội môn, có thể tùy ý đi. Mặt khác, đây là ban thưởng ngươi trở thành đệ tử nội môn, tiên nguyên đan hạ phẩm, 5 viên. Một thanh trường kiếm tiên khí hạ phẩm, đan dược chữa thương, khôi phục chân khí, mỗi loại một bình. Còn có chữ vật giới chỉ này, là cá nhân ta tặng cho ngươi. Nói xong, lại đưa qua một cái chữ vật giới chỉ. Đa tạ Lục trưởng lão. Ánh mắt Thiện Hiểu Thiên sáng lên. Cái này, nhìn thấy trở thành đệ tử nội môn, một cái đạt được nhiều chỗ tốt như vậy. Ngay cả chữ vật giới chỉ cũng đưa tặng, Trương Huyền nhướng mày. Hưởng thụ tài nguyên tông môn, khẳng định phải tiếp nhận nghĩa vụ trong đó, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Dù sao chỉ cần tham gia tỉ thí, kiếm tiền rất nhanh, cũng không có gì có thể hâm mộ. Đây là công pháp tu luyện của tông môn cùng Lăng Vân kiếm quyết, người trước học tập một chút, có cái gì không hiểu, có thể tùy thời tìm ta. Lục Vân trưởng lão lại lấy ra hai quyển thư tịch. Lăng Vân kiếm các chúng ta. Tu luyện công pháp gọi Lăng Vân Công, ở toàn bộ đại lục, cũng được cho uy danh hiển hách. Còn kiếm quyết, càng là thiên hạ đệ nhất, chẳng qua công pháp và kiếm quyết lợi hại, không có nghĩa là ngươi tu luyện liền rất cường đại, còn cần bản thân không ngừng cố gắng lĩnh ngộ. Thiện Hiểu Thiên gật đầu. Lão sư truyền thụ chương trình học hoàn toàn tương tự, đồng dạng sẽ xuất hiện học bá cùng cá biệt. Công pháp lợi hại, kiếm quyết lợi hại, chưa hẳn sẽ biến thành cao thủ. Đương nhiên. Kiếm các cũng không hẹp hòi, nếu như ngươi có công pháp hoặc kiếm pháp càng thích hợp mình, cũng có thể tu luyện, chỉ cần có thể đi qua một năm một lần khảo hạch, liền sẽ không hạn chế ngươi. Lục Vân trưởng lão nói tiếp, chiêu vứt kiếm kia của đối phương, Hoắc Giang Hà cũng không đỡ được, thậm chí thôi diễn qua, cùng cấp bậc, hắn chưa hẳn có thể tiếp lấy. Từ đó có thể biết, khẳng định có bí mật thuộc về mình. Lăng Vân kiếm các, đối với mấy cái này, sẽ không nghiên cứu kỹ. Chỉ cần thực lực mạnh, có thể đi qua khảo hạch, không xúc phạm môn quy, sẽ không hạn chế đệ tử đi học tập những pháp quyết khác. Có đôi khi, học tập nhiều những công pháp khác, dùng để tham khảo, ngược lại sẽ đi càng xa. Lại nói môn quy một hồi, lúc này Lục Vân trưởng lão mới xoay người rời đi. Vừa mới đột phá chân tiên cảnh, hắn cũng cần hảo hảo củng cố. Lão sư, thấy đối phương rời đi, Thiện Hiểu Thiên đưa Lăng Vân Công cùng kiếm quyết tới. Ngón tay điểm một cái, hai quyển sách đồng dạng xuất hiện ở trong óc, lật xem nhìn một lần. Lục trưởng lão sợ tu luyện xuất hiện sai lầm, Lăng Vân Công chỉ cho cổ thánh nhất trọng, dù số lượng sai lầm ít hơn ở danh sư đại lục rất nhiều, xem như cực kỳ đỉnh tiêm, nhưng so sánh với thiên đạo công pháp, còn kém một đoạn rất lớn, không tu luyện cũng thế. Kiếm quyết, giống như đối phương nói, thật không tệ, nhưng so với lý giải của hắn giờ phút này, vẫn không tính là gì. Công pháp. Người tu luyện ta truyền thụ cho ngươi, không cần thay đổi, còn kiếm quyết, tiếp tục tu luyện, vứt kiếm, liền có thể, triệt để nắm giữ bộ kiếm thuật này, lại truyền thụ cho ngươi cảnh giới tiếp theo. Trương Huyền nói, vâng, Thiện Hiểu Thiên gật đầu. Từ khi bắt đầu bái sư, liền triệt để tin tưởng và nghe theo lão sư, để hắn luyện như thế nào, liền làm theo thế ấy. Đúng rồi, lão sư, ngươi truyền thụ cho ta chiêu vứt kiếm. Đến cùng tên gọi là gì? Thấy lão sư giao phó xong, tính toán rời đi, Thiện Hiểu Thiên nhìn qua. Lão sư chỉ truyền kiếm pháp, nhưng tên cụ thể còn không có.
Kiếm thuật lợi hại như thế, cũng không thể gọi vứt kiếm a. Cái này, Trương Huyền nhíu mày. Chiêu kiếm pháp này, là hắn ở thông thần điện tùy ý sáng tạo ra, không có đi qua quá nhiều suy nghĩ. Hỏi danh chữ, thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Ngươi là Thiện gia Tam thiếu gia, đã như vậy, chiêu này liền gọi Tam thiếu gia kiếm a. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Tam thiếu gia kiếm, cái này, không thích hợp a. Da mặt Thiện Hiểu Thiên co giật. Quá qua loa. Nào có kiếm pháp tên như vậy. Huống chi chiêu này là lão sư sáng tạo, sao có thể dùng thân phận của mình mệnh danh. Có cái gì không thích hợp, dù sao tên kiếm chiêu là tùy tiện lấy, gọi cái gì cũng được, Tam thiếu gia kiếm, cũng không tệ. Trương Huyền khoát tay áo, chẳng muốn tiếp tục dây dưa. Cha hắn Trương Chấn Hưng, là lấy tên tùy ý, bằng không thì cũng sẽ không cho hắn cái tên Trương Điêu Phi. Loại gen di truyền này, hắn cũng không khá hơn chút nào, bằng không thì cũng không biết cái gì thiên đạo công pháp, thiên đạo kiếm pháp, thiên đạo kim thân. Ngoại hiệu cũng là Dương Huyền, Thiên Nhai, ta rất biết điều. Tốt a, thấy lão sư qua loa như vậy, tên xác định rồi, Thiện Hiểu Thiên đành phải thôi. Ngươi cho ta mượn lệnh bài đệ tử nội môn. Cầm lệnh bài, Trương Huyền rời tiểu viện, đi tới tàng thư khố. Hết chương 3604. Chương 3605, thuần phục hồ lô. Hình như thiếu một đoạn, nhưng tất cả các web chung đều tìm không thấy text, mong các VIP thông cảm. Đừng động, thấy hồ lô bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lại, nuốt đan dược vào, Trương Huyền sầm mặt lại. Bị gia hỏa này giật đồ đến sợ. Chỉ cần có đồ tốt, so với mũi chó còn tinh, thoáng cái liền xuất hiện. Đan dược dùng 200 kiếm các tệ mới mua được, bị ngươi nuốt, ta còn đột phá tu vi thế nào? Cho ta ăn. Hồ lô vặn vẹo uốn éo. Ta không phải nói cho ngươi sao. Hồ lô chỉ là biểu tượng, bản thân ta là tuyệt đỉnh thần thú ngang dọc thiên địa, quát tháo phong vân, chỉ cần khôi phục lực lượng, có thể mang ngươi rong ruổi thiên địa, không người có thể chống lại. Cho ta ăn, so với ngươi tăng thêm một chút tu vi phải tốt hơn nhiều. Cút sang một bên. Thấy tên này phí miệng như vậy, gân xanh trên trán nhảy loạn, Trương Huyền đá văng nó đi, vội vàng nuốt đan dược xuống. Muốn gạt ta ăn thuốc, nghĩ hay lắm. Cô. Đan dược vào cổ họng liền tan, một cỗ lực lượng hùng hồn lan ra toàn thân, lực lượng trước đó chỉ trệ không tiến, lần nữa có tiến bộ. Phá toái hư không hậu kỳ. Phá toái hư không đỉnh phong. Nuốt vào hai viên tiên nguyên đan trung phẩm, tu vi liền đạt đến cổ thánh tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách hư tiên cảnh chỉ kém một bước. Cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Loại thực lực này, tuy ở trong Lăng Vân kiếm các không tính là gì, nhưng trong hàng đệ tử nội môn, tuyệt đối ít có. Còn thừa lại 3 viên tiên nguyên đan, cho phân thân dùng 2 viên, để hắn thuận lợi đột phá, lại cho ngoan nhân 1 viên, hai người đều thuận lợi tấn cấp đến phá toái hư không đỉnh phong. Hai cái này, đều là lá bài tẩy của hắn, gặp được nguy hiểm, tương đương với thực lực thoáng cái bạo tăng gấp 2, không thể coi nhẹ. Ta thì sao? Thấy 5 viên đan dược rất nhanh chia xong. Hồ lô tràn đầy u oán. Chỉ có biết ăn, không có tác dụng gì, không còn đan dược. Trương Huyền xua tay. Ngươi uống qua nước tắm của ta. Hồ lô nói. Ta không cần phế vật, ngươi cả ngày trừ ăn ra, đã làm sự tình gì sao? Gặp được nguy hiểm, cũng không ra hỗ trợ, vì sao phải cho ngươi đan dược? Trương Huyền tức giận nói. Ngươi uống qua nước tắm của ta. Hồ lô nói. Ngươi mỗi ngày trốn ở trong đan điền của ta. Phụng trộm hấp thu thiên đạo chân khí, đừng cho là ta không biết. Quả thực chính là ký sinh trùng, làm sao, còn lẽ thẳng khí hùng. Không có đuổi ngươi đi ra là tốt lắm rồi. Trương Huyền nghiến răng. Ngươi uống qua nước tắm của ta. Hồ lô nói. Trương Huyền run rẩy. Ta có thể không đề cập tới sự tình nước tắm không? Nước tắm của ta, giúp ngươi chữa khỏi tổn thương. Ngươi còn bán cho người khác kiếm tiền. Hồ lô tiếp tục nói. Trương Huyền nhức đầu. Được rồi, ngươi nói ngươi là thần thú ngang dọc thiên địa, như vậy đi, chỉ cần ngươi nhận chủ, về sau nghe lời ta, hiện tại liền mua sắm tiên nguyên đan trung phẩm cho ngươi, thậm chí dược vật tốt hơn. Giúp ngươi mau chóng khôi phục. Nhận chủ. Hồ lô vặn vẹo. Không sai, thiên hạ không có bữa trưa uổng phí, chỉ cần ngươi trở thành thú sủng của ta, chân khí của ta, tùy ý hấp thu, ta cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, cho ngươi đủ đan dược, để ngươi mau chóng khôi phục. Trương Huyền nói, cái hồ lô này, tuy không biết cấp bậc gì,
cũng không biết cụ thể là cái gì, nhưng nấu canh thoáng cái, liền có thể chữa trị thương thế, hiệu quả mạnh hơn thiên đạo chân khí, cấp bậc khẳng định không thấp. Coi như không giống nó nói, là thần thú ngang dọc thiên địa, hẳn cũng sẽ không quá kém. Nếu không, cũng không có khả năng cướp đoạt đồ vật, giấu vào đan điền, ngay cả hắn hiện tại cũng không thể ra sức. Bởi vậy đồ vật gay gắt như vậy, trước thu làm sủng vật, ký kết khế ước lại nói. Nếu không, một khi thật muốn khôi phục, khẳng định sẽ không bị khống chế. Ta là tuyệt đỉnh thần thú ngang dọc thiên địa, quát tháo phong vân, ngươi không quỳ bái ta là tốt lắm rồi, lại còn muốn phục tùng ta. Quả thực nằm mơ. Hồ Lô hừ một tiếng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trương Huyền trầm tư phút chốc, bàn tay khẽ động, cầm một viên tiên nguyên đan trung phẩm ở trong lòng bàn tay. Hừ, ta là thần thú ngang dọc thiên địa, quát tháo phong vân, ngươi cho rằng sẽ vì một viên đan dược mà khuất phục. Nước bọt chảy ròng, Hồ Lô cố gắng khắc chế. Không nói thêm gì nữa, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, lòng bàn tay lại thêm ra một viên tiên nguyên đan trung phẩm. Còn thừa lại 400 kiếm các tệ, lại mua 2 viên. 2 viên đan dược cũng không được, ít nhất cũng phải 20 viên, không, 100 viên đan dược mới được. Hồ Lô ngạo kiều đi lòng vòng. 100 viên, tốt ha, người đi chơi đi, ta nghỉ ngơi trước một hồi. Trương Huyền chẳng muốn tiếp tục nói nhảm, lật bàn tay một cái, lần nữa thu đan dược vào chữ vật giới chỉ. Một viên tiên nguyên đan trung phẩm, giá cả 200 kiếm các tệ, 100 viên, cần 2 vạn. Coi như hắn mệt chết ở trên đài tỉ thí, cũng không kiếm được a hát. Đã như vậy, quên đi. Cái này, thật ra thì sự tình đan dược dễ nói. Không ngừng chảy nước bọt, Hồ Lô vội vàng xoay người, âm thanh lại không còn kiên định như vừa rồi, ngược lại mang theo lấy lòng. Nếu không như vậy, người trước tiên cho ta 2 viên này. Lại cho ta 10 viên 8 viên gì đó, ta liền cân nhắc nhận ngươi làm chủ nhân. Vị trước mắt này, tu vi đối với nó mà nói, tuy không cao, nhưng chân khí trong cơ thể cho nó một loại cảm giác thoải mái dễ chịu, lại mơ hồ mang theo một cỗ lực lượng siêu thoát tự nhiên, nói nhận chủ cũng có thể. Chỉ là, đối phương nói liền nhận, chẳng phải lộ ra nó không có giá trị bản thân. Cho, thấy nó nhả ra. Trương Huyền không nói thêm lời, cong ngón tay búng một cái, 2 viên đan dược xuất hiện ở đầu ngón tay, thẳng tắp bay đi. Hô! Nuốt vào bụng, Hồ Lô nấc một cái, vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù dược vật này không tệ, nhưng cấp bậc vẫn quá thấp, với ta mà nói, càng cao càng tốt. Trương Huyền lông mày nhảy loạn. Hắn nuốt 2 viên, tu vi nhẹ nhõm từ phá toái hư không hậu kỳ đi đến đỉnh phong, cái tên này, thế mà một chút hình dáng cũng không có thay đổi. Cũng quá có thể ăn đi. Chẳng lẽ thật muốn cho nó 100 viên, hoặc cấp bậc cao hơn? Có thể nhẹ nhõm nuốt vào tiên nguyên đan trung phẩm, một chút biến hóa cũng không có, cấp bậc của tên này khẳng định còn cao hơn tưởng tượng. Trước thuần phục lại nói. Biết tên này không giống linh thú, thánh thú trước kia thuần phục, đánh thuần thú pháp, căn bản không có tác dụng. Trương Huyền dừng lại một chút, để tên này lần nữa trở lại đan điền, bản thân thì tinh thần khẽ động, lần nữa trở lại thông thần điện. Vốn cho rằng vừa đánh cược kiếm lời hơn 1.400 kiếm các tệ, đủ tiêu một hồi, trải qua cuộc sống sung túc, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mới ra ngoài không đến 2 canh giờ, lần nữa sạch sẽ trơn tru. Tính toán đâu ra đấy, chỉ có 32 kiếm các tệ, 1/5 đan dược cũng mua không được. Vẫn là phải kiếm tiền a hát. Bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, lần nữa đi tới phương hướng tỷ võ. Sơn phong cao nhất của đệ tử nội môn. Một tiểu viện đứng sừng sững ở trên vách núi, một thanh niên khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Trên bầu trời linh khí hùng hậu, ở chung quanh hắn chậm chạp hội tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Huyệt đạo toàn thân mở ra, thôn phệ lấy những linh khí này, tựa như dòng suối hội tụ hồ nước, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên há mồm ra. Ô! Một đạo khí kiếm thẳng tắp bắn ra ngoài, rơi vào nham thạch cách đó không xa, đánh ra một vết nứt. Nếu như nhìn kỹ, tia kiếm khí này chính là những linh khí vừa rồi nuốt vào kia, không kém chút nào. Hắn hấp thu linh khí, cũng không ngưng tụ thành chân khí, mà trải qua phương thức khác phun ra. Làm xong những thứ này, từ từ mở mắt, sau đó nhìn thấy một thanh niên đi tới, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Làm sao, vẫn không đột phá, ngươi muốn áp chế tu vi tới khi nào? Ta muốn tiếp tục rèn luyện kiếm ý, còn đột phá, sau này hãy nói. Thanh niên thứ nhất đứng dậy. Ngươi đã rèn luyện 3 năm a? Thanh niên thứ hai nói. 3 năm vẫn quá ít,
Kiếm các đã từng xuất hiện thập lý kiếm thần, trước khi đột phá hư tiên cảnh, tôi luyện kiếm ý trọn 10 năm. Lúc này mới một kiếm xuất khiếu long trời lở đất, tuy ta không đuổi kịp thiên phú của hắn, cũng muốn đi càng xa một ít. Thanh niên thứ nhất lên tiếng, lúc này mới nhìn về phía thanh niên thứ hai hỏi. Làm sao có thời gian tới tìm ta, có muốn tỉ thí một trận hay không? Không thể so sánh, dù sao cũng không sánh bằng. Vừa rồi Chu Ngôn Chi cùng Ngụy Tùy Phong tới tìm ta. Nói một việc, ta cảm thấy rất thú vị, người có muốn nghe thoáng một chút hay không? Thanh niên thứ hai mỉm cười. Hai người bọn họ, từ trước tới nay đầu cơ trục lợi, không cố gắng tu luyện, có thể có chuyện gì? Ta còn muốn tu luyện. Thanh niên thứ nhất lắc đầu, tựa hồ đối với hai người kia không quá ưa thích. Đừng có gấp, nghe ta nói hết lời. Dường như sớm biết hắn sẽ có phản ứng này, thanh niên thứ hai nói. Bọn họ nói, ở thông thần điện đệ tử nội môn, gặp một cao thủ sử dụng kiếm, hai người bọn họ xa luân chiến, thậm chí ngay cả tuyệt chiêu của đối phương cũng không có bước ra. Xa luân chiến, không có ép đối phương ra tuyệt chiêu. Sửng sốt một chút, thanh niên thứ nhất nhướng mày. Chu Ngôn Chi cùng Ngụy Tùy Phong, dù tiểu tâm tư không ít, nhưng nhập môn rất sớm, thực lực chân chính đều đạt đến phá toái hư không đỉnh phong, lý giải kiếm thuật ở nội môn, cũng xem là tốt. Hai người xa luân chiến, cùng cấp bậc, đối phương ngay cả tuyệt chiêu cũng không có thi triển liền đánh bại. Cái này, không thể nào. Ta xem rồi, xác thực như vậy, bọn họ còn mang theo hình ảnh, người có muốn nhìn một chút hay không? Thấy hắn bắt đầu tò mò, thanh niên thứ hai nói. Để bọn hắn vào đi. Không nói thêm lời, thanh niên thứ nhất khoát tay áo. Thanh niên thứ hai lên tiếng, thời gian qua một lát, hai bóng người đi vào. Chính là Chu Ngôn Chi cùng Nhập Dạ trước đó Trương Huyền ở thông thần điện giao thủ. Nhập Dạ chỉ là ngoại hiệu, tên thật Ngụy Tùy Phong. Gặp qua Lưu Sư Huynh, Vương Sư Huynh. Đi tới trước mặt, hai người hành lễ. Hai vị trước mắt, chính là trong đệ tử nội môn xếp hàng thứ nhất Lưu Lộ Kiệt, cùng bài danh thứ ba Vương Kiệm Đông. Ngươi nói thông thần điện xuất hiện một cao thủ. Lưu Lộ Kiệt vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lại. Vâng. Chu Ngôn Chi gật đầu, cổ tay khẽ đảo lấy ra một ngọc tinh ghi chép, đưa tới. Đây là hình ảnh chúng ta giao chiến, xin sư huynh xem qua. Ngẩng đầu nhìn Vương Kiệm Đông, thấy hắn không nói gì, ngón tay Lưu Lộ Kiệt điểm ra, một đạo chân khí tiến vào bên trong. Ông. Hình ảnh kích hoạt, hình ảnh hai bên giao chiến xuất hiện. Liếc mắt liền nhìn thấu thiếu hụt. Có tài khống chế. Con mắt rơi vào phía trên, một lát sau, lông mày Lưu Lộ Kiệt đột nhiên nâng lên. Hết chương 3605. Chương 3606. Ta khiêu chiến tất cả các ngươi. Thân là đệ tử cường hãn nhất nội môn, lĩnh ngộ kiếm thuật sớm đã đi đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, tuy quá trình hai bên giao chiến không dài, nhưng liếc mắt có thể nhìn ra, vị ta rất biết điều kia lý giải kiếm thuật, tuyệt không ở dưới hắn. Nhất kiếm tiêu tương. Chín kiếm hợp nhất, lại bị nhìn ra sơ hở, cho dù là hắn cũng rất khó làm được. Đương nhiên, cũng có khả năng sớm nghiên cứu qua bộ võ kỹ này, dù sao là đệ tử nội môn, chỉ cần có đầy đủ kiếm các tệ, đều có cơ hội đi học tập. Nhưng nghiên cứu một bộ nhất kiếm tiêu tương, không có khả năng ở khoái kiếm cũng nghiên cứu qua. Huống chi phía sau tất cả kiếm chiêu, đối phương đều giống như xe nhẹ đường quen, nhẹ nhõm tìm ra sơ hở, một kiếm liền có thể phá giải. Lăng Vân kiếm các, truyền thừa mấy ngàn năm, kiếm pháp, võ kỹ liên tiếp xuất hiện, không có mấy chục vạn, cũng có mấy vạn loại, vì có thể ở trong tất cả đệ tử bộc lộ tài năng, nhiều tu luyện giả đều sẽ lựa chọn sử dụng tuyệt chiêu cường đại luyện tập, tranh thủ một tiếng hót lên làm kinh người. Coi như đối phương nghiên cứu qua nhất kiếm tiêu tương, nhưng nhiều kiếm chiêu như vậy, không có khả năng đều nghiên cứu qua. Không nói cái khác, thời gian cũng không đủ. Chỉ bằng vào điểm ấy, cũng có thể thấy được. Đối phương không phải quen thuộc, mà là lý giải kiếm thuật cao thâm. Tiếp tục xem đi, rất mau nhìn đến cùng Nhập Dạ đối chiến, một kiếm nhẹ nhõm đánh bại. Thực lực của người này, so với ta cũng không kém chút nào. Ném ngọc tinh ghi chép cho Chu Ngôn Chi, ánh mắt của Lưu Lộ Kiệt híp lại. Đúng vậy, thực lực của người này, quả thực rất mạnh, ta cũng là xem xong mới đến tìm ngươi. Vương Kiệm Đông cười cười. Thế nào, có hứng thú cùng hắn so một hồi hay không? Đương nhiên, ánh mắt như điện, Lưu Lộ Kiệt lộ ra chiến ý nồng đậm. Ta lý giải kiếm thuật, sớm đã tích lũy đến cực hạn, cần cùng một người thực lực không kém bao nhiêu đối chiến, mới có thể kích phát tiềm lực, mượn cơ hội đột phá, người này. Chính là đối thủ tốt nhất.
Sở dĩ hắn một mực áp chế tu vi không đột phá, chính là bởi vì muốn rèn luyện kiếm ý tốt hơn, để kiếm pháp càng cao minh hơn. Chẳng qua, trong nội môn đã không có đối thủ, muốn cùng người luận võ, cũng phải tận lực áp chế, giờ phút này, người kia xuất hiện, để hắn tràn đầy kích động. Có lẽ thật có tư cách cùng hắn chiến một trận. Lý giải kiếm thuật mạnh như vậy, trước kia làm sao chưa thấy qua. Người nói, có phải là đệ tử Hạch Tâm Ngụy Trang hay không? Vương Kiệm Đông tò mò nhìn tới. Sẽ không? Lưu Lộ Kiệt lắc đầu. Đệ tử Hạch Tâm, tự trọng thân phận, rất ít nhàm chán như vậy, chạy đến Thông Thần Điện nội môn làm loạn. Nhưng người lợi hại như vậy, thật muốn có, chúng ta ở kiếm các nhiều năm như vậy, khẳng định gặp qua. Vương Kiệm Đông không hiểu. Đối phương nói những sự tình này, hắn cũng rõ ràng. Đệ tử Hạch Tâm, mỗi một cái đều đứng ở đỉnh cao nhất của kiếm các, làm sao có thể nhàm chán như vậy, chạy tới đùa giỡn một ít đệ tử nội môn, tự hạ giá trị bản thân. Lăng Vân kiếm các, truyền thừa mấy ngàn năm, cao thủ không biết bao nhiêu, có không ít đệ tử tu luyện kiếm ý thuần khiết, tâm tính lãnh đạm, không nguyện ý tranh danh đoạt lợi. Bên ngoài, ta là nội môn đệ nhất nhân, nhưng trên thực tế, không ít đệ tử che giấu, phát huy ra thực lực chân chính, không kém ta chút nào. Lưu Lộ Kiệt nói, mặc dù hắn mệnh danh nội môn đệ nhất nhân, nhưng lại chưa từng tự đại. Đệ tử Lăng Vân kiếm các, có không ít là kiếm tu chân chính. Cái gọi là kiếm tu, giống như khổ hạnh tăng, bỏ qua tất cả xa hoa, dùng hoàn cảnh gian khổ nhất tới rèn luyện tâm cảnh của mình, rèn luyện kiếm ý, để hắn lý giải kiếm thuật càng thuần túy. Người như vậy, nhiều nhất chỉ hoàn thành tông môn khảo hạch, đối với đệ tử xếp hạng không thèm để ý, bởi vậy thứ tự không cao. Nhưng thực lực không để khinh thường. Cho dù là hắn, thật muốn gặp phải, cũng không dám xem thường. Đúng vậy, những gia hỏa khổ tu này, quả thực đáng sợ. Vương Kiệm Đông gật đầu. Vị ta rất biết điều, này lúc nào đi Thông Thần Điện, cho ta biết, ta muốn tự mình gặp gỡ. Cảm xúc xong, Lưu Lộ Kiệt nhìn về phía đám người Chu Ngôn Chi. Yên tâm đi sư huynh, ta đã sắp xếp xong, một khi hắn qua, lập tức báo tin cho ta. Chu Ngôn Chi mỉm cười, vừa định nói hết lời, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài đưa tin xuất hiện, cúi đầu liếc mắt nhìn, con mắt nhất thời sáng lên. Sư huynh, ta rất biết điều, đi vào Thông Thần Điện. Kiệm Đông, cùng đi xem đi. Ánh mắt Lưu Lộ Kiệt lấp lóe, lấy ra ngọc bài đưa tin, trực tiếp đi vào Thông Thần Điện, những người khác theo sát. Hô, 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 hô. Bóng người lấp lóe, bốn người đồng thời xuất hiện ở trong Thông Thần Điện, đi tới đài tỉ thí. Lưu sư huynh, vị kia chính là ta rất biết điều. Chu Ngôn Chi chỉ về phía trước. Lưu Lộ Kiệt nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một thanh niên, buồn bực ngán ngẩm đứng ở trước lôi đài, không ngừng ngáp dài, hình như trên đài tỉ thí, mảy may không nhìn nổi, có chút chán ghét. Bên cạnh một vị đệ tử thấy bộ dáng của hắn, không khỏi sầm mặt lại. Muốn nhìn liền nhìn, không muốn xem liền cút. Lời còn chưa dứt, ta rất biết điều một mặt ý cười nhìn qua. Muốn cùng ta đánh cược không? Không cần đánh cược lớn, mấy trăm kiếm các tệ là được. Ngươi, vị đệ tử kia siết chặt nắm đấm. Kiêu ngạo, quá phách lối. Người khác coi như đặt cược, mở đánh cược, cũng đều là lặng yên không một tiếng động, khiêm tốn làm việc, cái tên này, vậy mà trực tiếp hỏi như vậy. Quả thực không để quy củ của kiếm các vào mắt. Mấy trăm kiếm các tệ, tại sao ngươi không đi cướp? Vẻ mặt đỏ lên, vị đệ tử kia quát. Ách, có thể cướp sao? Ta rất biết điều dừng lại một chút, có chút xấu hổ. Có thể. Bị thái độ của đối phương chọc cho tức cười, đệ tử kia hừ lạnh. Nơi này nhiều người như vậy, chỉ cần ngươi có thể dựa vào một người một kiếm, đánh bại toàn bộ, kiếm các tệ trên người bọn họ có thể về ngươi. Thật, ta rất biết điều mắt sáng rực lên. Làm như vậy, không trái môn quy chứ. Ăn cướp một người, đương nhiên là trái môn quy, nhưng ngươi thật có thể dựa vào một người một kiếm, đánh bại tất cả mọi người, coi như trách tội, cũng chỉ trách chúng ta học nghệ không tinh, ngươi cho rằng sẽ tìm ngươi trách phạt sao. Vị đệ tử kia khẽ nói. Tuy hắn tức giận, nhưng nói là sự thật. Đệ tử Lăng Vân kiếm các là không cho phép cướp đoạt. Chẳng qua, nếu như một người, có thể đơn thương độc mã khiêu chiến tất cả mọi người, hơn nữa thắng. Cướp đi kiếm các tệ của tất cả mọi người, cũng không có người sẽ nói cái gì. Giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn là hùng trong hùng. Thắng làm vua thua làm giặc, mạnh một chút bị người ghen ghét, mạnh vô biên,
cũng chỉ có thể sùng bái. Thật có loại chuyện này phát sinh, Lăng Vân kiếm các chỉ biết trừng phạt người thất bại, tuyệt đối sẽ không vì vậy trách tội người chiến thắng. Kiếm các từng có tiền lệ như vậy, năm đó vị thập lý kiếm thần kia, từng một người đồng thời khiêu chiến 30 vị đệ tử nội môn, nhẹ nhõm chiến thắng, bởi vậy danh dương nội môn. Vị đệ tử này nói ra, vốn cho rằng gia hỏa đối diện sẽ ngừng công kích, không dám nói nhảm, lại thấy cặp mắt của hắn càng ngày càng sáng, tràn đầy kích động. Thật muốn như vậy, cũng quá tốt. Quá tốt rồi. Thấy bộ dáng của hắn, vị đệ tử kia triệt để bối rối. Gia hỏa này có phải thiếu thông minh hay không? Đệ tử nội môn tàng long ngọa hổ, cường giả không biết bao nhiêu, một người khiêu chiến tất cả mọi người. Đây cơ hồ là sự tình không có khả năng hoàn thành. Thậm chí đứng đầu nhất trong đệ tử hạch tâm tới, cũng không làm được. Không phải bởi vì lý giải kiếm thuật không đủ, mà là ngươi sử dụng thân thể này, tu vi hoàn toàn tương đồng những người khác, số lượng chân khí cũng giống vậy, đối chiến một hai người chiến thắng, không có vấn đề, năm ba người cũng có khả năng, mười mấy cái. Hoàn toàn không có hy vọng. Chân khí không đủ. Huống chi mọi người đều là thiên tài, kiếm thuật không kém thắng một cái cũng khó khăn, còn muốn khiêu chiến tất cả mọi người, cướp kiếm các tệ của tất cả mọi người. Quả thực nằm mơ. Đang muốn cùng đối phương nói, để hắn tỉnh táo một chút, không được choáng váng, chỉ thấy ta rất biết điều cười ha ha một tiếng, nhìn quanh một vòng, âm thanh vang vang, đột nhiên vang vọng lên. Ta muốn khiêu chiến tất cả mọi người các ngươi, lấy kiếm các tệ trên người mọi người làm tiền đặt cược, các ngươi có dám tiếp hay không? Khiêu chiến tất cả chúng ta. Còn muốn lấy kiếm các tệ trên người chúng ta làm tiền đặt cược. Đây là muốn ăn cướp ư? Không chỉ ăn cướp, còn muốn cướp tất cả tích góp trên người chúng ta. Cái tên này là ai, lá gan lớn như vậy. Coi như nội môn đệ nhất lưu sư huynh, cũng không dám nói như vậy. Quá phách lối, quả thực quá phách lối. Ta so với ngươi. Nghe được thanh âm lớn lối như thế, các đệ tử ở đây đều nổ tung. Ở đây quan sát giao đấu, không có 1000 cũng có 800, một gia hỏa không biết từ đâu xuất hiện, một hơi muốn khiêu chiến nhiều người như vậy. Quả thực không biết trời cao đất rộng, bản thân tự tìm cái chết. Cái này, gọi khiêm tốn. Nhìn một màn này ở trong mắt, Lưu Lộ Kiệt cùng Vương Kiệm Đông liếc mắt nhìn nhau, suýt chút nữa phun ra máu tươi. Mẹ nó, vừa rồi nghe được ngoại hiệu của đối phương, còn tưởng rằng thật rất biết điều, cho nên nhiều năm không có tiếng tăm gì. Xem như bọn họ cũng không rõ ràng cụ thể là ai. Kết quả, vừa mở miệng liền muốn khiêu chiến tất cả mọi người, còn rõ ràng là tiết tấu muốn cướp tiền a. Cái này cùng khiêm tốn nửa xu quan hệ cũng không có a. Thậm chí có thể nói là cực kỳ phách lối. Chúng ta lên hay không? Sửng sốt nửa ngày, miệng của Vương Kiệm Đông mới khép lại, nhịn không được nhìn qua. Lá gan thật lớn. Hắn tự nhận ở trong nội môn có thể thắng được bản thân không nhiều. Cũng tuyệt không dám ở đây nói khoác. Coi như những người này sẽ không cùng lúc vây công, xa luân chiến, chân khí, thân thể, tinh thần cũng chịu không được a hát. Đối phương đã khiêu chiến tất cả mọi người, chúng ta ở đây, không chấp nhận cũng nói không qua, nhất định sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Kiệm Đông, người cầm thẻ của ta tới, đặt ở trước đài. Nếu như có thể đánh bại ta, cướp đi kiếm các tệ của ta, không tính là gì. Thắng không nổi, không cần chúng ta ra tay. Kiếm các cũng sẽ không bỏ qua, khẳng định sẽ cho trừng phạt nghiêm trọng nhất. Ánh mắt Lưu Lộ Kiệt run lên. Khiêu chiến tất cả mọi người, ngang nhiên cướp đoạt kiếm các tệ của nhiều người như vậy, thắng, tông môn sẽ không nói cái gì, nhưng nếu thua, tuyệt đối sẽ nhận trừng phạt vô cùng thê thảm. Cho dù là thiên tài, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nếu không, người người bắt trước, quy củ kiếm các đặt ở nơi nào? Hết chương 3606. Chương 3607, khiêu chiến một đám. Vâng. Vương Kiệm Đông gật đầu, lấy ra thẻ trên người, đi về phía trước đài. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều bị đối phương chọc giận, từng cái lấy kiếm các tệ trên người, thế chấp ở trước đài, làm như vậy, coi như bị giết, cũng có thể hoàn thành cá cược. Cái tên này là bản thân tự tìm cái chết. Thấy cảnh này, Chu Môn Chi, Ngụy Tùy Phong hưng phấn sắp nổ tung. Vốn tới tìm Lưu Lộ Kiệt và Vương Kiệm Đông, dụng ý rất đơn giản, là muốn mượn tay bọn hắn dạy dỗ ra hỏa kia một hồi, để hắn hiển lộ thân phận, sau đó thua tiền thắng trận trở về, không nghĩ tới tên này tự mình tìm đường chết. Một người muốn khiêu chiến tất cả đệ tử nội môn. Quả thực điên rồi. Thực lực của người này không tệ, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, huống chi nơi này có hơn 1000 tay.
Lần này tên kia, coi như không thi triển tuyệt chiêu, cũng khẳng định không phải đối thủ của nhiều người như vậy, bị tông môn trừng phạt là nhất định. Trong lòng hai người thăng bằng không ít. Tiền bị đối phương thắng, vốn cảm thấy rất tức giận, bây giờ thảm trạng của đối phương có thể đoán được, lại không còn phẫn nộ như trước đó. Cái tên này, tuy não tàn, nhưng lá gan xác thực đủ lớn. Đúng vậy, một người khiêu chiến nhiều như vậy, đổi thành ta cũng không dám. Lần này cho dù chết, đoán chừng cũng muốn danh chấn cả kiếm các. Tuy mọi người tức giận, nhưng cũng có không ít khâm phục dũng khí của ta rất biết điều này. Chí ít, làm hành động chịu chết như vậy, toàn bộ Lăng Vân kiếm các, đã nhiều năm không có xuất hiện qua. Ai tới trước? Không để ý tới mọi người khen chê không đồng nhất, con mắt Trương Huyền sáng lên, tràn đầy kích động nhảy lên đài tỉ thí, nhìn quanh một vòng. Sớm biết khiêu chiến tất cả mọi người, chỉ cần chiến thắng có thể cướp sạch, hắn đã sớm động thủ, cũng không đến mức dầu dĩ hơn 10 phút. Thật phách lối, ta nhịn không được, ta trước giết chết hắn. Một đệ tử nội môn nhịn không được nữa, tung người nhảy lên. Tại hạ Ngô Phong, lần trước nội môn đại bỉ, xếp hạng thứ 157, tu vi không cao, nhưng tuyệt không chịu nhục. Vị đệ tử nội môn này hét dài một tiếng, trường kiếm trong tay múa ra kiếm hoa, nhìn về phía ta rất biết điều, ánh mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Đối phương dám nói như vậy, thực lực khẳng định không đơn giản, hắn đoán chừng không phải đối thủ, nhưng... Vậy thì sao, chết thì chết mà thôi, tuyệt không tiếp nhận làm nhục. Phần phật, một cái nháy mắt, đâm ra 18 kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Võ kỹ, Sơn Lộ Thập Bát Loan. Là võ kỹ mạnh nhất của hắn, dùng chiêu này, chém giết qua không ít kẻ địch cùng cấp bậc. Lúc này thi triển ra, xe nhẹ đường quen, kiếm khí gào thét. Xuất kiếm đi. Kiếm khí bảo vệ toàn thân, Ngô Phong cao giọng giống to. Xuất kiếm. Trương Huyền đứng tại chỗ, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta đã ra a hát. Ra. Ngô Phong sững sờ, lúc này mới cảm thấy cổ họng đau đớn kịch liệt, vừa định cúi đầu, máu tươi phun tới, lại cạch một tiếng, đầu rơi trên mặt đất. Cái này, điều đó không có khả năng. Hóa thành điểm sáng đầy trời, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn thi triển ra một kiếm toàn lực, đối phương chẳng những không có ngăn cản, còn cắt đầu hắn xuống. Làm sao làm được? Không riêng gì hắn, dưới đài một hồi yên lặng. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng tên này quá mức ngạo mạn, hiện tại xem ra, quả nhiên có thực lực ngạo mạn. Chí ít, trước đó một kiếm kia, đến cùng làm sao ra tay, lại cắt đứt đầu Ngô Phong như thế nào, không có người nhìn ra. Thật lợi hại. Lợi hại thì có ích lợi gì? Chúng ta xa luân chiến. Không tin chân khí của hắn có thể dùng lâu như vậy. Đúng vậy, mọi người không cần sợ, cùng lắm thì tổn thất một cái thông thần ngọc phù mà thôi. Trước cùng hắn đối chiến, ta không tin hắn có thể kiên trì mấy chiêu. Sau khi hết khiếp sợ, trong đám người vang lên gào thét, lại có người nhảy lên đài. Nếu như là thật bị giết, có lẽ còn có người sẽ do dự, nhưng trong thông thần điện, nhiều nhất tổn thất thông thần ngọc phù, chỉ cần có thể giết tên này. Xa luân chiến cũng sẽ tiêu hao chân khí của hắn hầu như không còn. Tại hạ, đệ tử nội môn nhảy lên đài, nâng kiếm dài bằng bàn tay lên, vừa định nói hai câu hung ác, cổ họng ngơ ngứa, ngay sau đó thấy được gót chân của mình. Đầu rơi mất, các ngươi đi lên nhanh một chút, như vậy ta cũng có thể tiết kiệm thời gian, nếu không từng cái nhảy lên, nhiều người như vậy, phải giết tới lúc nào. Chém giết đối phương, Trương Huyền nhíu mày nhìn lại. Dưới đài chừng hơn 800 người. Sau khi nghe được tin tức, lại có không ít người chạy tới, từng cái nhảy lên mà nói, giết tới ngày mai cũng giết không hết, còn không bằng để cho bọn họ cùng lên. Tự tìm cái chết. Phía dưới tức giận đến sắp nổ tung. Từng cái lên, tuy thời gian khôi phục rất ngắn, nhưng ít ra còn có khả năng khôi phục chân khí, rất nhiều người cùng tiến lên mà nói, cũng không phải xa luân, mà là vây công. Chúng ta cùng một chỗ. Dầm. Năm đệ tử nội môn nhảy lên. Năm cái này tu vi đều không yếu, hầu như đều xếp ở 300 người đứng đầu. Yên tâm, chúng ta sẽ không thi triển chiêu số hợp kích. Sẽ từng người cùng ngươi đối chiến. Cầm đầu hừ lạnh. Nhiều người như vậy vây công, liền rất mất thân phận, nếu lại sử dụng chiến pháp hợp kích, thực sự không vứt được mặt mũi. Không quan trọng, nhanh một chút liền tốt. Trương Huyền gật đầu, giơ kiếm lên, nhẹ nhàng run rẩy, từ trong 5 người đi tới. Tốt, đám tiếp theo. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Tiếng nói kết thúc,
năm cái đầu người rơi trên mặt đất, thân thể hóa thành điểm sáng biến mất. Mọi người biết xa luân chiến, vây công sẽ đại lượng tiêu hao chân khí, Trương Huyền tự nhiên cũng hiểu, đổi lại bản tôn của hắn, tu luyện thiên đạo công pháp, lại trải qua phong thánh, chân khí vô cùng vô tận, không cần lo lắng, nhưng thông thần điện ban cho thân thể, liền không có mạnh như vậy. Cho nên vừa ra tay liền trực tiếp giết chết, không cho cơ hội chiêu thứ hai. Có thể tiết kiệm không ít thể lực. Tiếp tục, kiếm của tên này rất nhanh, đừng tìm hắn nói nhảm, đi lên trực tiếp thi triển kiếm chiêu mạnh nhất. Không sai, mọi người không nên lưu tình, thi triển ra công kích lợi hại nhất, coi như giết không chết hắn, cũng phải bảo đảm có thể để cho hắn tiêu hao khí lực nhiều hơn. Không nghĩ tới năm người còn chưa kịp vây công, liền bị cắt đứt đầu, phía dưới lần nữa xôn xao, lại có năm người vọt lên. Giờ phút này mọi người đều biết thực lực đối phương, quả thực rất đáng sợ. Nhưng vẫn không tin, dựa vào lực lượng một người hắn, có thể chém giết nhiều người như vậy. Cong 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 ông. Lần này năm người vừa lên đài, không có một câu nói nhảm, từng người kiếm khí ngang dọc, phát huy ra kiếm chiêu mạnh nhất. Dù không có thể thi triển trận pháp hợp kích, nhưng người người đều là cao thủ, vừa ra tay, năm đạo kiếm khí vẫn liên hợp cùng một chỗ, chung quanh Trương Huyền bị phong tỏa. Nhìn thấy mấy người này thông minh hơn trước, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, thân thể run rẩy, lập tức chui vào trong kiếm võng. Hắn khẽ động, kiếm võng lập tức vũ động. Liên tục lung lay hai cái. Phốc, phốc. Không thấy hắn động kiếm, liền có hai người đầu rơi trên mặt đất, lần nữa lui về phía sau một bước, lại có một người bị chém giết. Còn thừa lại hai cái liền đơn giản hơn nhiều, trường kiếm ra tay, không có qua một cái hô hấp, đồng dạng biến mất khỏi đài tỉ thí. Cái này. Dưới đài, Lưu Lộ Kiệt thấy cảnh này, thân thể run rẩy, đồng tử co rút. Hắn là liên hợp với năm người, xem như một thể thống nhất, mượn tay người khác chém giết đối phương. Làm như vậy, có thể tiết kiệm không ít chân khí, tiêu hao giảm bớt thấp nhất. Vương Kiệm Đông gật đầu, con mắt cũng chừng như đèn lồng, biểu lộ quái lạ. Mấy người vây công, mượn kiếm khí mất khống chế của đối phương, chém giết người khác, mượn lực đả lực. Nghe rất đơn giản, trên thực tế làm thực sự quá khó khăn. Thứ nhất, cần tìm hiểu chiêu số của năm người cực sâu, biết hướng đi của từng chiêu, cùng động tác bước tiếp theo. Như vậy mới có thể xông vào bầy kiếm, mà bảo đảm bản thân không bị thương. Thứ hai, biết tuyệt chiêu của mỗi người, cùng với như thế nào mới có thể ép hắn thi triển. Như vậy mới có thể mượn kiếm chiêu của đối phương, giết chết người của đối phương. Thứ ba, đối với phương hướng chiêu số tấn công, khống chế đến lông tóc không sai, tâm cảnh cần vô cùng kiên định, nếu không, hơi có chút hoảng loạn. Đừng nói chém giết mọi người, khả năng bản thân sẽ bị giết chết tại chỗ. Ba điểm này, thiếu một thứ cũng không được, thực lực của hắn, tuy có thể thắng được năm người, nhưng một màn này, tuyệt đối không làm được. Hắn nhịn không được nữa, nhìn về phía Lưu Lộ Kiệt, muốn biết vị nội môn đệ nhất nhân này, có thể hoàn thành hay không. Ta cũng không làm được, hắn chém giết năm người kia, chỉ dùng một đạo chân khí liền hoàn thành, ta ít nhất cần năm đạo. Lưu Lộ Kiệt lắc đầu. Hắn cũng có thể xông vào trong năm người mượn lực lượng của đối thủ chém giết đối thủ, nhưng tuyệt đối không làm được như đối phương, cử trọng nhược khinh. Thậm chí làm như vậy, tiêu hao chân khí càng lớn. Bất quá chỉ cần tìm ra tuyệt chiêu cùng át chủ bài mạnh nhất của hắn, ta dùng lực lượng mạnh nhất công kích, hẳn là có thể giết chết. Dừng lại một hồi, Lưu Lộ Kiệt nói. Dù chiêu số của đối phương rất nhanh và quỷ dị, nhưng hắn cũng có thể làm được, chỉ là thân thể này số lượng chân khí có hạn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Chỉ cần nhìn ra chiêu số đối phương am hiểu nhất là cái gì, sớm làm ra đề phòng, dựa vào thực lực của hắn, chiến thắng không khó lắm. Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không nên thi triển trận pháp hợp kích, cũng không được liên thủ công kích, nếu không sẽ bị hắn mượn lực. Hắn cùng Vương Kiệm Đông nhìn ra Trương Huyền mượn chiêu giết người, những người khác cũng nhìn ra, đồng thời kinh hô. Người một nhà giết người một nhà, còn làm sao tiêu hao chân khí của hắn? Cứ thế mà mài chết hắn. Làm sao bây giờ? Không thể cùng một chỗ công kích, từng cái đi lên, chết thảm hại hơn. Trong nháy mắt, đại điện yên tĩnh, không có người tiếp tục xông lên. Từng cái đi qua không được, một đống người đi qua, không phối hợp không được, phối hợp càng không được. Này không có cách nào đánh AH. Đánh như thế nào cũng thua. Ta tới đi. Thấy không có người động đậy, lại liếc mắt nhìn Lưu Lộ Kiệt. Thân thể Vương Kiệm Đông kéo dài, nhấc chân đi lên đài. Còn chưa đi xa, liền đè thấp âm thanh truyền tới. Ta dùng hết toàn lực,
nghĩ biện pháp ép hắn thi triển ra tuyệt chiêu, ngươi xem thật kỹ, nghĩ ra phương pháp phá giải, sau đó. Một đòn giết chết. Tốt. Biết mục đích của hắn, Lưu Lộ Kiệt gật đầu. Trước đó xông tới thực lực không tính quá cao, đệ tử nội môn xếp hạng 50 vị trí đầu, một cái cũng không có. Vương Kiệm Đông bài danh thứ 3, một khi đi lên, nhất định có thể ép ra lai lịch của đối phương, để hắn nhìn ra vài thứ. Như vậy hắn lại đến, liền có thể có nắm chắc càng lớn. Tại hạ Vương Kiệm Đông, để cho ta mở mang kiến thức một chút tuyệt chiêu của các hạ. Đi tới trên đài, Vương Kiệm Đông lại không còn hình dáng bình thường như trước đó, chân khí trong cơ thể gào thét, trong nháy mắt khí tức ngút trời, tựa như chiến thần. Trường kiếm trong tay phát ra thanh âm nghẹn ngào, dường như bị kiếm ý trong cơ thể hắn lây nhiễm, giống như cự long gào thét. Vương Kiệm Đông sư huynh. Hắn vậy mà cũng tới, quá tốt rồi. Đệ tử nội môn xếp hạng thứ 3, kiếm pháp hơn người, hắn ra tay, tên này khẳng định sẽ bị chém giết. Coi như không chết, cũng sẽ hao tổn nhiều chân khí. Nghe được tên, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Lưu Lộ Kiệt cùng Vương Kiệm Đông, dùng đều là ngoại hiệu, không báo tính danh, những người khác nhận không ra. Vương Kiệm Đông, thứ 3. Nghe được thảo luận, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Không sai, động thủ đi. Trường kiếm trong tay Vương Kiệm Đông lắc một cái, kiếm khí gào thét. Tốt. Trương Huyền tiến về phía trước một bước. Lạch cạch. Vương Kiệm Đông đầu rơi trên mặt đất. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Hết chương 3607. Chương 3608. Hắn là nội môn đệ nhất. Sát. Đầu rơi trên mặt đất, con mắt của Vương Kiệm Đông chừng đến sắp rơi ra. Cho đến sắp chết, cũng không dám tin đây là sự thực. Kiếm ý trong cơ thể vận chuyển, kiếm chiêu đã thi triển ra, vốn nghĩ ra hỏa đối diện, bất kể nói thế nào cũng phải nghĩ phương pháp ngăn cản, sau đó. Đại chiến mấy hiệp. Kết quả, đối phương vừa động thủ, hắn liền thấy mũi chân của mình, sau đó. Tự nhiên không có sau đó. Đối phương xuất kiếm thế nào, lại giết hắn thế nào. Hoàn toàn không biết. Nhanh như vậy, còn là người sao? Lộ Kiệt, xin lỗi. Vốn định thăm dò ra chiêu số của đối phương, cho ngươi làm tham khảo, dường như thực lực như ta, ở trong mắt đối phương, không khác đứng tại chỗ làm bia ngắm. Lòng tràn đầy buồn bực hóa thành điểm sáng, Vương Kiệm Đông biến mất tại nguyên chỗ, dưới đài Lưu Lộ Kiệt lông mày nhảy dựng, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa không có tại chỗ ngất đi. Đây chính là cường giả nội môn thứ 3A. Một chiêu liền bị giết chết, ngay cả ra chiêu cũng không nhìn thấy. Làm sao làm được? Ta có thể ngăn cản kiếm của hắn sao? Trong nháy mắt, rơi vào trầm tư. Dường như thật không ngăn được. Ta hiểu. Đột nhiên, ánh mắt run lên, trong mắt Lưu Lộ Kiệt chiến ý càng đậm. Có thể trở thành nội môn đệ nhất nhân, tâm lý tố chất cực kỳ mạnh mẽ, không có khả năng còn chưa giao chiến, liền sớm nhận thua. Kiệm Đông, người không có chết phí công, tuy không có ép hắn sử dụng ra tuyệt chiêu, nhưng ta xem như rõ ràng thiếu hụt cùng sơ hở trong chiêu số của hắn. Nắm đấm siết chặt, chân khí trong cơ thể sôi trào, trong mắt chiến ý như bếp lò thiêu đốt. Kẻ trước mắt này, cái gọi là tuyệt chiêu, thật ra thì chỉ có một cái. Đó chính là nhanh. Nhanh đến để cho người ta không kịp phản ứng. Đoán không sai, chắc là lĩnh ngộ tốc độ chân giải. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, chỉ nhanh không phá. Vừa rồi tò mò, đối phương thi triển ra loại chiêu số nào, không nghĩ tới, đối phương thật ra thì chỉ có một chiêu, đó chính là nhanh, càng nhanh, nhanh nhất. Chỉ cần nhanh đến mức cực hạn, cao thủ như Vương Kiệm Đông cũng sẽ bị một chiêu chém cổ, tại chỗ bỏ mình. Muốn phá giải khoái kiếm, chỉ có một phương pháp, đó chính là tiên phát chế nhân, hắn nhanh. Ta càng nhanh. Biết vị trí thiếu hụt của đối phương, trong lòng Lưu Lộ Kiệt đã có phương pháp phá giải cùng đáp án. Ngăn được khoái kiếm, phòng ngự, khẳng định là không làm được, chỉ có một phương pháp, chính là lấy nhanh chế nhanh, hắn nhanh, bản thân càng nhanh, mới có thể ép đối phương không thể không phòng, từ đó chân chính lộ ra thiếu hụt. Nhắm mắt lại, chiêu kiếm cùng thủ đoạn công kích của mình ở trong đầu qua một lần, Lưu Lộ Kiệt cho rằng chỉ cần thi triển, cơ hội chiến thắng vượt qua 70%, nhìn không được mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cân nhắc, trên đài lại liên tục xông tới hơn 20 người, đều không ngoại lệ. Bị chém đầu tại chỗ, mỗi người ngay cả một cái hô hấp cũng không kiên trì nổi. Giờ phút này, tất cả mọi người run rẩy. Ngắn ngủi không đầy 3 phút, ta rất biết điều ở trên đài đã chém giết không dưới 40 người, trong đó xếp hạng trước 100 không dưới 7 cái,
trong đó còn có một vị bài danh thứ ba Vương Kiệm Đông. Nhiều người như vậy, không mang đến cho đối phương một chút tổn thương, thậm chí đến bây giờ còn không có nhìn ra, đến cùng là thi triển kiếm chiêu như thế nào, lại giết chết người. Muốn nói trong lúc đó, tất cả mọi người cho rằng dựa vào chiến thuật biển người, nhất định có thể giết chết đối phương, mà bây giờ đều sợ hãi. Trong mắt mọi người, tên này căn bản không phải người bình thường, mà là máy thu hoạch sinh mệnh. Chỉ cần ra tay, sẽ có đầu người rơi xuống đất. Lên nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Mọi người không cần khẩn trương, hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người, cho dù đứng ở chỗ này để hắn giết, hắn có thể giết chết bao nhiêu. Thấy sĩ khí đê mê, Lưu Lộ Kiệt hét lớn một tiếng. Đúng vậy, hắn chỉ có một người. Chúng ta không thể thua, nếu không mặt mũi đệ tử nội môn đặt ở nơi nào. Thật muốn thua, tiền bị cướp là chuyện nhỏ, khẳng định còn sẽ bị tông môn ngăn cấm cùng trừng phạt. Nghe được tiếng la, mọi người đồng thời hiểu được, từng cái lần nữa thiêu đốt chiến ý. Chư vị, hắn thật ra chính là tốc độ nhanh, muốn giết hắn, không phức tạp như tưởng tượng, chỉ cần nhanh hơn hắn là được. Lông mày nâng lên, Lưu Lộ Kiệt nhấc chân chậm rãi đi lên đài. Hiện tại ta liền chém giết hắn, cho chư vị nhìn một chút, trong môn phái chúng ta cũng có cao thủ. Tất cả mọi người là cao thủ, nghe hắn nói như vậy, nhất thời hiểu được, từng cái bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, đối phương nhanh, vậy chúng ta càng nhanh, nhất định có thể giết chết. Khoái kiếm, tuy rất lợi hại, nhưng đối với thể lực tiêu hao cũng cực lớn, một mực duy trì, lại có thể kiên trì bao lâu. Liếc mắt liền nhìn ra những thứ này, vị bằng hữu kia cũng là cao thủ. Chỉ là không biết có thể thắng ta rất biết điều hay không. Thắng không nổi cũng không sao, biết hắn chỉ biết khoái kiếm, lại muốn giải quyết liền đơn giản. Nhìn thấy Lưu Lộ Kiệt đi đến bậc thang, mọi người nhao nhao tránh ra, từng cái âm thầm gật đầu. Hiện tại Lưu Lộ Kiệt dùng chính là thông thần ngọc phù mới, ngoại hiệu cũng không giống trước kia, bởi vậy tất cả mọi người không có liên hệ hắn với nội môn đệ nhất nhân. Khoái kiếm. Thấy vị này tự tin như vậy, Trương Huyền nhìn không được cười lên. Hắn là khoái kiếm gì a hát? Chỉ là trước đó lĩnh ngộ đạo kiếm ý kia, kiếm chiêu bình thường nhất mà thôi. Khoái kiếm chân chính, thân thể cổ thánh nhất trọng cũng không kiên trì nổi, không thi triển ra được. Kiếm ý càng cường đại, yêu cầu với chân khí, thân thể, linh hồn càng cao. Giống như đạo mà thiên đạo chi thư bắt được kia, chân chính thi triển ra. Cổ thánh tứ trọng đỉnh phong cũng chịu không được. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể phát huy một chút lực lượng ra lông trong đó mà thôi. Chẳng qua tuy chỉ dùng một chút lực lượng, nhưng đối phương có thể nhìn ra bí quyết khoái kiếm, chắc cũng là một vị cao thủ không kém. Chỉ là thân thể này của hắn thực quá kém, lãng phí lực lượng không được, coi như chiến đấu, cũng không có khả năng nhường, mau chóng kết thúc. Bắt đầu đi. Những tư tưởng này ở trong đầu xoay tròn. Lưu Lộ Kiệt đã đi tới trên đài, trường kiếm lắc một cái. Hô! Người và trường kiếm giao hòa cùng một chỗ, hóa thành một đạo gió lốc nhanh chóng, đồng thời mũi kiếm phát ra thanh âm như sấm sét, đâm tới Trương Huyền. Thật nhanh! Chiêu này nhìn thật quen mắt, hình như ở nơi nào gặp qua. Là Lôi Minh kiếm pháp. Trong truyền thuyết, tiền bối sáng chế kiếm chiêu này, nhìn thấy sấm sét trên bầu trời, biểu lộ cảm xúc, thi triển một kiếm, tựa như tia chớp mau lẹ. Như sấm sét rung động. Kiếm pháp này, ở trong nội môn sắp xếp lên ba, chỉ là quá khó khăn, vô số người muốn học cũng không làm được, chỉ có một người thành công. Chẳng lẽ trên đài là... Nhìn thấy kiếm pháp trên đài, cấp tốc để cho người ta phản ứng không kịp, phía dưới xôn xao. Chiêu kiếm pháp này, toàn bộ tông môn, chỉ có Lưu Lộ Kiệt sư huynh học được, vị trên đài thi triển ra, thân phận cơ bản đã xác nhận. Không ưa tên này kiêu ngạo. Nội môn đệ nhất nhân tự mình xuất thủ. Chết chắc. Đường Kiệt sư huynh ra tay, muốn chạy trốn cũng không làm được. Con mắt tất cả mọi người đồng thời sáng lên, từng cái hưng phấn tràn đầy kích động. Lưu Lộ Kiệt sư huynh, trong lòng bọn họ, chính là thần thoại bất bại, nội môn đệ nhất liên tục 7 năm, một mực không có người có thể dung chuyển. Người mạnh như thế, tự thân ra tay, ta rất biết điều đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết, lại không có cách nào giống trước đó lớn lối như vậy. Hiện tại còn bất động, tự tìm cái chết. Trên đài, Lưu Lộ Kiệt không để ý tới mọi người phía dưới đã nhận ra thân phận của mình, hết sức chăm chú thi triển kiếm pháp. Kiếm khí gào thét, khoảng cách mười mấy thước, trong nháy mắt liền vọt tới, ta rất biết điều cũng không biết là sợ choáng váng, hay phản ứng không kịp, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Tốc độ của hắn nhanh như vậy, đối phương không nhúc nhích, xem ra đoán đúng. Chiêu số của hắn đã bị phá giải. Thắng chắc. Dầm. Ý nghĩ này vừa xoay quanh, đột nhiên trên đầu tê dần. Vội vàng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy trường kiếm của đối phương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước, lưỡi kiếm đặt ở một vị trí không cách nào tránh né, chờ hắn tới đụng vào. A hát. Tốc độ quá nhanh, lại không có cách nào xoay người, còn chưa kịp nói chuyện, Lưu Lộ Kiệt chỉ cảm thấy mắt tối sầm, đầu bị trường kiếm chém thành hai nửa. Phù phù. Thi thể rơi trên mặt đất. Cái kế tiếp. Một chiêu chém Lưu Lộ Kiệt thành hai khúc, Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Tốc độ của đối phương rất nhanh, cho nên hắn sớm bày kiếm ở vị trí đối phương phải đi ngang qua. Kết quả tự mình đánh tới, so với giết những người khác còn nhẹ nhõm hơn không ít. Lưu Lộ Kiệt sư huynh bị một kiếm bổ. Quan trọng nhất là, hắn không có hao tổn một tia chân khí, chỉ nắm kiếm, tìm đúng vị trí, vỗ tới là được. Không phải nói lấy nhanh chế nhanh ư. Mọi người lần nữa run lên, tất cả mọi người đã sắp sụp đổ. Nội môn đệ nhất nhân, đối phương chém giết, vẫn giống như giết gà, không có khó khăn gì, ta rất biết điều này đến cùng lợi hại bao nhiêu. Làm sao vậy, không có người lên, tất cả mọi người nhận thua sao? Chém giết Lưu Lộ Kiệt, thấy bốn phía lặng ngắt như tờ, không có người trả lời, Trương Huyền nhìn không được nhíu mày. Vừa rồi chém giết Phương Kiệm Đông kia, cũng không có cái dạng này a hát. Chẳng lẽ người vừa giết, ở nội môn có rất danh khí? Lại nhìn không được, nhìn về phía một đệ tử nội môn. Ta vừa giết, ở nội môn địa vị rất cao sao? Ngươi, ngươi! Nghe được câu này, vị đệ tử nội môn kia mắt tối sầm lại. Chẳng lẽ ngươi không có cho rằng thực lực của hắn rất cường đại? Nội môn đệ nhất, xông tới muốn giết ngươi, ngươi không có phát giác ra thực lực của hắn bất phàm, để cho người ta khó mà chống lại. Mạnh mẽ! Vẻ mặt Trương Huyền vô cùng nghi hoặc, không biết tại sao đối phương lại hỏi như vậy. Không có cảm giác a hát, chẳng qua tốc độ rất nhanh. Làm sao vậy? Vị này tốc độ nhanh hơn một chút, nhưng giết cũng vô cùng đơn giản, giống như nhân loại muốn giết chết kiến, rất khó phát hiện ai là cường giả trong kiến a. Dù sao đều không khác mấy, không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn, là nội môn đệ nhất Lưu Lộ Kiệt sư huynh. Vị đệ tử nội môn kia không ngừng run rẩy. Đứng hàng thứ nhất, trong mắt Trương Huyền mang theo nghi ngờ. Yếu như vậy, không có cảm giác có gì thực lực a hát. Mọi người, hết chương 3608. Chương 3609, Bạch Nguyễn Khanh tới. Nội môn, Phương Kiệm Đông mở mắt, trong đầu chóng mặt. Cảm giác bị người chém đầu, thật không tốt lắm. Điều tức thoáng cái, khôi phục lại, vẻ mặt cười khổ. Nội môn chiến đấu. Từ trước tới nay đều là hắn chém giết người khác, lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người chém đứt đầu, tuy ở trong thông thần điện sẽ không tổn thương tính mạng, nhưng một khắc này, trên tâm lý mang tới áp lực, đến bây giờ cũng có chút hoảng sợ. Mặc dù tổn thất một thông thần ngọc phù, Lộ Kiệt sư huynh hẳn nhìn ra một vài vấn đề, có cơ hội chiến thắng. Rất nhanh đã khôi phục tự tin. Đối với nội môn đệ nhất Lưu Lộ Kiệt sư huynh, hắn khâm phục từ nội tâm. Những năm gần đây, bất luận hắn học được bao nhiêu chiêu số lợi hại, thi triển ra công kích cường đại cỡ nào, ở trước mặt đối phương, đều giống như hài đồng, không có chút tác dụng nào. Nói cách khác, thực lực của đối phương, sâu không lường được. Giống như người thi 99 điểm, học bá thi 100 điểm, cả hai chênh lệch không phải chỉ có một điểm, mà là chỉ có 100 điểm, thực lực chân chính của học bá xa xa không chỉ như vậy. Người mạnh như thế, sớm nhìn chiêu số của đối phương, chém giết còn không nhẹ nhàng. Đông đông đông. Đang cảm xúc, bên ngoài tiểu viện vang lên tiếng đập cửa. Lúc này ai tới? Lộ ra một tia nghi ngờ, Vương Kiệm Đông đứng dậy, đi ra ngoài. Đây là trong sân của Lưu Lộ Kiệt sư huynh, dựa theo tình huống bình thường, hắn không nên vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, nhưng bây giờ sư huynh đang ở trong thông thần điện, chém giết ta rất biết điều kia, chỉ có thể hắn đi mở cửa. Kẹt kẹt. Tiểu viện mở ra. Mấy đệ tử nội môn cúi đầu run rẩy nhìn qua. Lưu sư huynh bất giận, chúng ta không phải cố ý quấy rầy. Tiếng nói còn không có kết thúc, nhìn rõ ràng hình dáng vị trước mắt này, xấu hổ cười một tiếng. Nguyên lai là Vương sư huynh, không biết Lưu sư huynh có đó không? Chuyện gì? Vương Kiệm Đông cau mày. Mấy người này, ở trong nội môn thực lực ngay cả trước 1000 cũng không xếp hạng tới, tuy biết, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua.
lúc này chạy tới, tìm Lưu Sư Huynh muốn làm gì. Lưu Sư Huynh là nội môn đệ nhất nhân, lực ảnh hưởng lớn, chúng ta muốn phiền phức hắn một việc. Hơi đỏ mặt, đệ tử nội môn mới vừa nói lo lắng mở miệng. Không rảnh, không nghĩ tới lại có yêu cầu này, Vương Kiệm Đông sầm mặt lại, muốn đóng cửa. Nội môn thứ nhất, lực ảnh hưởng là rất lớn, nhưng mà đệ tử phổ thông tới tìm xin giúp một tay mà nói, còn có uy tín gì? Cái khởi đầu này, tuyệt đối không thể mở. Không rảnh, khí thế thật lớn, đệ tử nội môn, hiện tại cũng lợi hại như vậy. Cửa còn không có đóng, một thanh âm vang lên, Vương Kiệm Đông vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy một nữ tử vóc người nóng bỏng đi tới, mang trên mặt không vui. Bạch sư tỷ, nhìn rõ ràng dung mạo người này, Vương Kiệm Đông lông mày nhảy loạn, vội vàng ôm quyền hành lễ. Xuất hiện ở trước mắt không phải người khác, chính là nữ bá vương tên tuổi lẫy lừng, Bạch Nguyễn Khanh. Trong đệ tử hạch tâm, mặc dù thực lực của nàng không phải cao nhất, thiên phú cũng không phải mạnh nhất, nhưng nàng có ông nội lợi hại, cũng chính là một trong tam đại trưởng lão Bạch Diệp trưởng lão. Dù gần đây Bạch trưởng lão bị thương, nhưng địa vị bày ở nơi đó, vẫn không ai dám coi thường. Nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Nguyễn Khanh đã thương qua không ít đệ tử hạch tâm, nhưng không ai dám thế nào, ngược lại cả đám đều tránh xa xa, không dám phí lời. Bình thường cùng nàng không có quan hệ gì, lúc này đột nhiên tới tìm làm gì. Ta tới, là muốn Lưu Lộ Kiệt hỗ trợ tìm một đệ tử nội môn, chuyện này hắn có thể làm không? Bạch Nguyễn Khanh hừ một tiếng. Bạch sư tỷ có chuyện dặn dò là được, Lưu sư huynh và ta sẽ không từ chối. Vương Kiệm Đông vội vàng gật đầu. Không dám không đáp ứng a hát. Ngộ nhỡ ra hỏa này tức giận, một chân đá nát tiểu đệ của hắn. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đừng nói nội môn, hạch tâm cũng sẽ không có người nói lý với ngươi. Mời sư tỷ vào. Đi vào trong viện, hai bên vào chỗ, Vương Kiệm Đông có chút hiếu kỳ. Không biết đệ tử nội môn không có mắt nào đắc tội sư tỷ, chỉ cần nói ra, ta lập tức tìm người thăm dò. Ta tìm hắn có chuyện. Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày, cũng không giải thích, cong ngón tay búng một cái, một bức họa xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là bộ dáng của hắn. Nàng không chỉ tu vi cực cao, còn là một vị cao thủ đan thanh, vẽ dung mạo Trương Huyền giống như đúc, không kém chút nào. Vị này. Nhìn sang, Vương Kiệm Đông rất nhanh cau mày. Thực xấu hổ, vị này. Ta chưa bao giờ thấy qua. Nhập môn thời gian vô cùng lâu, đệ tử nội môn, hắn hầu như tất cả đều biết, nhưng cái này, chưa bao giờ thấy qua. Ngươi cũng chưa từng thấy qua. Lưu Lộ Kiệt đâu, hắn đi chỗ nào, để hắn đi ra phân biệt thoáng cái. Bạch Nguyễn Khanh nói, Lưu Sư Huynh đang ở trong thông thần điện cùng người giao đấu. Vương Kiệm Đông vội nói, giao đấu. Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày. Hắn không phải nội môn đệ nhất ư, ở trong thông thần điện giao đấu với ai? Nội môn thứ nhất, chạy đến thông thần điện, chẳng phải là nghiền ép. Có ai có thể đánh được? Cùng một gia hỏa ngạo mạn, gọi ta rất biết điều. Bất quá không quan trọng, chỉ cần Sư Huynh ra tay, khẳng định có thể chém giết. Vương Kiệm Đông cười cười, tiếng nói còn không có kết thúc, liền nghe trong phòng vang lên âm thanh ghế ngã xuống đất, vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy Lưu Lộ Kiệt sư huynh, vẻ mặt trắng bệch đi ra. Sư huynh, vội vàng đứng dậy, mấy đệ tử nội môn khác cũng đồng thời đứng lên. Ngươi chính là Lưu Lộ Kiệt. Bạch Nguyễn Khanh nhìn qua. Gặp qua Bạch sư tỷ. Lưu Lộ Kiệt vội vàng ôm quyền. Sư huynh, thế nào? Giết người kia chưa? Vương Kiệm Đông tò mò nhìn qua. Lưu Lộ Kiệt lắc đầu. Ta bị giết. Ngươi, bị giết. Đồng tử co rụt lại, con mắt Vương Kiệm Đông trợn tròn. Sư huynh, có ép hắn thi triển ra tuyệt chiêu không? Cái này. Lưu Lộ Kiệt cười khổ. Ta xông tới, liền bị đối phương một kiếm chém thành hai khúc, sau đó. Liền chết. Một kiếm chém thành hai khúc. Vương Kiệm Đông choáng váng. Hắn không phải đối thủ, hắn nhận. Nhưng vị này là Lưu Sư Huynh, nội môn đệ nhất nhân A. Đồng dạng bị một kiếm đánh chết. Cái tên này đến cùng là ai? Chỗ nào xuất hiện? Chuyện gì xảy ra? Lúc này Bạch Nguyễn Khanh cũng phát hiện không hợp lý, nghi ngờ nhìn qua. Bẩm báo Bạch Sư Tỷ, là như vậy. Lưu Lộ Kiệt nói rõ chi tiết một lần. Có người ở nội môn thông thần điện diễu võ dương oai, muốn khiêu chiến tất cả các ngươi. Bạch Nguyễn Khanh ngẩn ngơ. Thật còn có người cuồng hơn ta. Quá mạnh à. Đệ tử nội môn, cộng lại chừng mấy vạn. Một người khiêu chiến nhiều như vậy,
thật hay giả. Nàng bởi vì dựa dẫm ông nội, ở trong tông môn đã đủ cuồng, không nghĩ tới còn có người cuồng hơn nàng. Quan trọng là chảnh như vậy, còn gọi ta rất biết điều. Đủ hung ác, quả thực chính là kiêu ngạo tới cực điểm. Ta muốn kiến thức tên này một chút. Đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của Bạch Nguyễn Khanh lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Sở dĩ được xưng là nữ bạo long, không chỉ bởi vì tính tình bạo, càng quan trọng hơn là, ưa thích chiến đấu, thực lực lại mạnh. Nội môn thoáng cái toát ra một siêu cấp cường giả, ngay cả đứng hàng thứ nhất cũng tùy tiện đánh bại, nàng làm sao không động lòng, không đi qua thử một chút. Sư tỷ là, đệ tử hạch tâm, đi qua mà nói, xem như trái quy tắc. Lưu Lộ Kiệt hơi đỏ mặt. Bất kể nói thế nào, đây là đệ tử nội môn tranh đấu, Bạch sư tỷ đường đường đệ tử hạch tâm, chẳng phải vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Ta đi qua nhìn một chút, xem cái kia có phải đệ tử hạch tâm giả mạo nội môn, đến tìm các ngươi phiền phức hay không. Bạch Nguyễn Khanh vung tay lên. Đương nhiên, cũng thuận tiện nhìn một chút, đến cùng dùng chiêu số gì, để ngươi cũng không thể phản kháng. Cái này, Lưu Lộ Kiệt sửng sốt một chút. Tuy hắn trên miệng nói, đối phương không thể nào là đệ tử hạch tâm, nhưng ngộ nhỡ có kẻ khốn nạn như vậy thì sao? Bạch sư tỷ là nữ bạo long danh khí lớn nhất hạch tâm, đi qua nhìn một chút, ngược lại cũng không sao, chỉ ít có thể nhìn ra thân phận chân thực của đối phương, có phải vượt qua nội môn hay không. Nếu như vậy, cái gọi là tỷ thí cũng không có ý nghĩa gì. Vậy thì phiền phức Bạch sư tỷ. Rõ ràng điểm ấy, không nói thêm lời, lại lấy ra hai cái thông thần ngọc phù, một cái bản thân giữ lại, một cái đưa tới. Thứ này, có thể ngụy trang thân phận tốt hơn. Đệ tử bình thường đều chuẩn bị mấy cái đặt ở trên người, để phòng bất cứ tình huống nào. Giống như một người không chỉ có một ID vậy. Không phiền phức, ta giúp ngươi nhìn tên kia là ai, thuận tiện giúp ngươi tìm ra chiêu số thiếu hụt, cho các ngươi đánh bại hắn, mà các ngươi, giúp ta tìm người kia là được. Bạch Nguyễn Khanh gật đầu. Ta không thiếu người ân tình, như vậy tính là hòa nhau. Tốt, Lưu Lộ Kiệt gật đầu, cùng đám người Vương Kiệm Đông lần nữa trở lại thông thần điện. Lần này dùng một khối ngọc phù khác, dung mạo cũng khác biệt lần trước, vì phòng ngừa người khác nhận ra, Bạch Nguyễn Khanh cũng thay đổi dung mạo. Ba người đi vào đại điện, không có một người nhận ra. Giờ phút này, trước đài tỉ thí đã tích tụ người đông nghìn nghịt. Trước đó đệ tử nội môn không biết tin tức, lúc này tất cả đều vây quanh, từng cái giận dữ, không ngừng tích tụ. Hắn đã giết bao nhiêu? Nhìn thấy trên đài, mười mấy người lên đài một lượt. Thời gian nháy mắt liền bị ta rất biết điều chém giết, một tốp tiếp theo một tốp, như thủy triều, Lưu Lộ Kiệt cũng nhịn không được nữa, hỏi một đệ tử nội môn. Hẳn là vượt qua 200, chỉ cần lên đài, liền bị chém giết trong nháy mắt, không có người có thể chống nổi. Ngay cả Lưu Lộ Kiệt sư huynh cũng bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Đệ tử nội môn này nhịn không được nói. Tuy đối với gia hỏa kia lớn lối, lòng đầy căm phẫn, nhưng thực lực của đối phương rất mạnh, không phục không được. Nội môn đệ nhất nhân, cũng bị tùy tiện chém giết, những người khác càng không phải đối thủ. Hiện tại chỉ hy vọng có thể báo tin càng nhiều người đi vào, dựa vào chiến thuật biển người, triệt để giết chết hắn. Vượt qua 200, Lưu Lộ Kiệt nhảy dựng. Hắn vừa rời đi bao lâu? 3 phút, 5 phút. Cái tên này lại giết 178 người. Mẹ nó, có cần mạnh như vậy hay không? Đệ tử nội môn, ở trong tay đối phương, quả thực giống như sâu kiến. Bạch sư tỷ, vị này, có phải đệ tử hạch tâm ngụy trang hay không? Cũng nhìn không được nữa, nhìn về phía Bạch Nguyễn Khanh. Cái này, nhìn một hồi, Bạch Nguyễn Khanh nhìn không được lắc đầu. Các ngươi không có cách nào ép hắn thi triển ra tuyệt chiêu, ta nhìn không ra. Hết chương 3609. Chương 3610, các ngươi cùng lên đi. Đối phương ngụy trang thân phận, dung mạo, động tác đều không giống bất luận đệ tử hạch tâm nào. Không ép hắn, thi triển ra tuyệt chiêu hoặc bản lĩnh chân chính, muốn nhìn ra, gần như không có khả năng. Thật giống hacker tuyệt đỉnh, đi hack tài khoản một cá nhân, một chút áp lực cũng không có, khẳng định dấu vết gì cũng sẽ không lưu lại, làm sao kiểm tra cũng không tra được, trừ khi có hacker cấp bậc tương đồng vây quét, lúc này mới có thể để hắn lưu lại sơ hở, cuối cùng dò ra thân phận cụ thể của đối phương. Ta rất biết điều Ruren đài kia, chiêu số chém giết tất cả đệ tử nội môn. Giống như đập mũi không có gì khác nhau, một kiếm một cái, thỉnh thoảng hai cái, không có bất kỳ chiêu số gì mà nói, coi như nàng đối với tất cả đệ tử hạch tâm rõ như lòng bàn tay, cũng không cách nào nhận ra.
nhưng chúng ta không có cách nào tạo thành áp lực cho hắn. Lưu Lộ Kiệt cười khổ. Vương Kiệm Đông xông tới, cho rằng có thể ép sử dụng ra tuyệt chiêu, bị một kiếm chém đầu, bản thân xông tới, tại chỗ chém thành hai khúc. Hai người bọn họ một cái xếp hàng thứ nhất, một cái bài danh thứ ba cũng không làm được, những người khác càng đừng hy vọng. Ngắn ngủi mấy phút, giết hơn 200 đệ tử nội môn, thở mạnh cũng không có. Dựa vào chiến thuật biển người, ép đối phương thi triển tuyệt chiêu khả năng không lớn. Dù sao tuyệt chiêu đối với chân khí cùng thể lực yêu cầu cực cao, giết tới cuối cùng, khẳng định sẽ hao hết lực lượng, đến lúc đó, coi như để hắn thi triển, cũng không thi triển ra được. Ta thử một chút. Mắt sáng lên, Bạch Nguyễn Khanh lộ ra vẻ hưng phấn. Thân là đệ tử hạch tâm, cháu gái một trong tam đại trưởng lão, tuổi không lớn lắm, nhưng lý giải kiếm đạo vô cùng cao thâm, thanh niên trên đài, một kiếm một cái, đơn giản như bổ dưa thái rau, nàng cũng có thể làm được, nhưng thông thần điện phân phối thân thể này, chân khí có hạn, muốn giết nhiều người như vậy, vẫn sừng sững không ngã liền không làm được. Nói cách khác, gia hỏa trên đài có khả năng còn mạnh hơn nàng. Cao thủ như vậy, làm chiến đấu cuồng, nữ bạo long, đương nhiên muốn tự thân ra tay thăm dò. Sư tỷ, Lưu Lộ Kiệt cùng Vương Kiệm Đông nhìn nhau, tràn đầy xấu hổ. Ngươi là đệ tử hạch tâm, nhúng tay đệ tử nội môn tranh đấu, một khi bị phát hiện. Đối phương có thể là đệ tử nội môn khổ tu, nhiều người như vậy tới chiến đấu đã rất không công bằng, còn tìm đệ tử hạch tâm tới. Bị phát hiện, mặt của bọn hắn đặt chỗ nào? Mất mặt cũng sẽ mất chết. Ta dùng thông thần ngọc bài của ngươi, chỉ cần hai người các ngươi không nói, sẽ không có người biết. Bạch Nguyễn Khanh chặn lại. Không cần nói nhiều, ta đi lên chỉ là thăm dò thoáng cái, ép hắn thi triển ra tuyệt chiêu, từ đó xác định thân phận. Chỉ cần xác định hắn không phải đệ tử hạch tâm, liền sẽ nhận thua. Sẽ không phá hoại đệ tử nội môn các ngươi chiến đấu. Đương nhiên, nếu xác định là đệ tử hạch tâm, sẽ trực tiếp động thủ giết, cũng không tính làm trái quy củ. Cái này, trần chờ một chút, Lưu Lộ Kiệt khom người. Vậy làm phiền Bạch sư tỷ. Đối phương nói không sai, đi lên chỉ là thăm dò, không hạ sát thủ mà nói, quả thực không tính trái quy tắc. Sư tỷ cẩn thận, kiếm tên này rất nhanh. Thấy xác định được, Vương Kiệm Đông hạ giọng nói. Nhanh, ta không sợ nhất chính là nhanh. Nói thật cho các người biết, ta 5 tuổi, Bạch Phong Gia Gia liền truyền thụ cho ta Trầm Tuyết kiếm pháp. Trong tuyết luyện kiếm, hàng năm đều sẽ đi cực bắc 1 tháng tiến hành tôi luyện, cho tới bây giờ đã 15 năm, sớm đã tu luyện tới đại thành. Có kiếm pháp này, các ngươi cho rằng tốc độ của hắn, ta sẽ sợ hãi. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt của Bạch Nguyễn Khanh lộ ra ngạo khí. Tốc độ của đối phương rất nhanh, nhưng đối với nhanh, nàng am hiểu hơn. Nếu không cũng không có khả năng một chân đá nát chỗ hiểm của đệ tử hạch tâm, đối phương còn không cách nào phản kháng. Trầm Tuyết kiếm pháp. Biết thực lực của Bạch Nguyễn Khanh rất mạnh, tính tình còn nóng bỏng hơn dáng người, nhưng cụ thể tu luyện kiếm pháp gì lại không hiểu rõ tình hình. Nghe được cái tên này, ánh mắt của Lưu Lộ Kiệt cùng Vương Kiệm Đông đồng thời sáng lên. Trầm Tuyết kiếm pháp, ở trong tông môn tên tuổi lẫy lừng, là hơn 1.000 năm trước, một vị tiền bối ở trong tuyết rơi sáng lập ra, tu luyện tới cảnh giới tối cao, trong nháy mắt bông tuyết rơi, có thể xuất liên tục 6 kiếm, tước sạch 6 cạnh của bông tuyết. Bông tuyết không còn 6 cạnh, sẽ giống như tuyết cầu, tốc độ hạ xuống đương nhiên tăng tốc, lại không giống trước đó phất phới, nên tên là Trầm Tuyết, để tuyết rơi nặng. Tuyết rất nhẹ, một chút gió cũng có thể làm cho nó bay đi, xuất liên tục 6 kiếm, không chỉ yêu cầu khống chế lực lượng tinh tế, tốc độ xuất kiếm cũng nghĩ mà biết. Loại kiếm pháp này tu luyện tới đại thành, tốc độ, lực khống chế, ánh mắt, đã đi đến cảnh giới bọn họ không thể lý giải. Sư tỷ tu luyện loại kiếm pháp này tới đại thành, ta rất biết điều khẳng định không phải đối thủ. Lưu Lộ Kiệt lần nữa khom người, vẻ mặt chân thành. Còn xin sư tỷ thăm dò ra thân phận của hắn liền dừng tay, để đệ tử nội môn chúng ta chém giết hắn. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là khiêu chiến đệ tử nội môn, vũ nhục nhiều đệ tử nội môn như vậy, nếu sư tỷ giết hắn, nhóm người mình mất hết mặt mũi. Quá phí lời, yên tâm, sẽ để lại cho các ngươi. Bạch Nguyễn Khanh hơi không kiên nhẫn, tùy ý khoát tay áo, cầm lấy trường kiếm đi lên đài. Những người khác trước không vội đi lên. Ta muốn cùng vị ta rất biết điều này đơn đả độc đấu. Đi tới đài cao, Bạch Nguyễn Khanh nói. Thân là đệ tử hạch tâm, lý giải kiếm thuật vượt xa tất cả mọi người ở đây, dù không ra tay, đồng dạng cho người ta một loại áp bức khó mà nói rõ. Mặc dù không biết là vị sư tỷ nào, nhưng tu vi không thấp,
ta cảm giác kiếm ý của mình bị áp chế không dám động đậy. Ta cũng vậy, có thể là khổ tu giả, xếp hạng không hiện, cũng không có danh khí gì, nhưng kiếm thuật chân chính, so với Lưu Lộ Kiệt sư huynh cũng không hề yếu. Nhìn a, có lẽ có thể giết chết gia hỏa kia, thay chúng ta chút giận. Nghe nói như thế, mọi người vốn tính toán xông lên vây công ngừng lại, từng cái âm thầm gật đầu. Trong đệ tử nội môn, khổ tu không ít, bình thường không lộ diện, không có danh khí gì, nhưng thực lực chân chính thi triển ra, xếp hạng 10 vị trí đầu cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Vị nữ sư tỷ này mới vừa lên đài, hẳn giống như vị ta rất biết điều kia, nếu không giải thích như thế nào, nội môn đột nhiên xuất hiện cao thủ cấp bậc như vậy. Muốn động thủ thì nhanh chút, giết ngươi xong, ta còn phải tiếp tục giết những người khác. Thấy lại xông lên một cái tự cho là đúng, Trương Huyền lắc đầu. Đơn đả độc đấu, thật quá lãng phí thời gian. Rất lâu chưa thấy qua người cuồng vọng như vậy, tự tìm cái chết. Khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay Bạch Nguyễn Khanh đâm ra. Trầm tuyết kiếm pháp. Vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất, kiếm khí gào thét, trên đài tựa như tạo thành một cơn bão tuyết, bông tuyết tung bay, để cho người ta thấy không rõ lắm. Thế nào, có phải nhanh hơn ngươi hay không? Thi triển ra kiếm pháp, Bạch Nguyễn Khanh cũng không sốt ruột tấn công, mà tự tin lộ ra tươi cười. Nàng khoe khoang với đám người Lưu Lộ Kiệt, nói tu luyện trầm tuyết kiếm pháp đến đại thành, trên thực tế còn kém chút hỏa hầu, không phải mỗi một lần đều có thể thi triển cường đại như vậy. Lần này nhìn thấy đối phương chém giết đệ tử nội môn giống như giết gà, dưới áp bức lại có chút đột phá, bình thường thi triển ra 10 lần, cũng chưa chắc có thể sử dụng một lần uy lực, lần này vậy mà thuận lợi, trong lòng liền tràn đầy hưng phấn. Đổi lại trước đó, thật đúng là không dám nói, có thể nhẹ nhõm giết chết, lúc này thi triển ra, kiếm khí, kiếm ý của đối phương, toàn bộ bao quát trong đó, chiến thắng hẳn là rất đơn giản. Nhanh, sửng sốt một chút, gật đầu, Trương Huyền đối với cô bé trước mắt tương đối hài lòng. Nhanh tốt, ta không có thời gian. Nói xong trường kiếm đâm ra. Phốc, kiếm của hắn vừa ra tay, Bạch Nguyễn Khanh vừa định ngăn cản, nhưng cảm giác cổ họng tê dần. Ngay sau đó ánh mắt của mình nhìn thấy gót chân mình. Phù phù, thi thể nằm trên mặt đất. Quên đi, như vậy quá chậm, các ngươi cùng lên. Không được, lôi đài quá nhỏ, vẫn là ta xuống cùng các ngươi chiến đấu a. Một kiếm đâm chết Bạch Nguyễn Khanh, Trương Huyền giống như đâm chết một con kiến bé nhỏ không đáng kể, thấy bốn phía đệ tử nội môn càng hội tụ càng nhiều, tốc độ hắn giết xa xa không đuổi kịp nghe tin chạy tới, vẻ mặt u oán, tung người nhảy vào đám người. Lôi đài quá nhỏ, tối đa chỉ dung 10 người, nhiều hơn nữa liền chật trội, coi như một đợt 10 người. Giết chết toàn bộ mấy ngàn người, cũng không biết phải bao lâu. Huống chi còn thỉnh thoảng có chút khoe anh hùng, chạy tới đơn đả độc đấu. Phiền toái như vậy, không bằng xông vào đám người, tốc độ có thể nhanh một chút. Ngươi tự tìm cái chết. Mọi người cùng nhau ra tay, ta không tin hắn có thể mọc ra 10 cánh tay. Không nghĩ tới vị sư tỷ cường hãn kia đồng dạng một cái hô hấp cũng không có chống đỡ, liền bị giết chết, ta rất biết điều càng vọt thẳng tới, mọi người tất cả điên rồi. Trên lôi đài nhỏ, tất cả mọi người không xông lên được, thật ra thì cũng cho đối phương thuận tiện, không đến mức hai mặt thụ địch, khó mà chống cự, nhưng tên này ngược lại tốt. Vọt thẳng vào đám người, bốn phía đều là đệ tử nội môn, đều là trường kiếm, từng cái phương hướng đều có thể tấn công. Còn chặn thế nào? Tốc độ lại nhanh. Cũng không có khả năng nhanh hơn 20 thanh trường kiếm, 30 thanh, thậm chí 50 thanh, 100 thanh A. Dầm. Trong nháy mắt, đủ loại kiếm khí, như mưa bay xuống. Bạch sư tỷ. Nhìn thấy nữ bá vương trong đệ tử hạch tâm, thi triển ra trầm tuyết kiếm pháp cũng không có chặn lại một giây, Lưu Lộ Kiệt cùng Vương Kiệm Đông triệt để điên rồi. Trước đó còn nghĩ, để bạch sư tỷ nương tay. Kết quả, nhìn bộ dạng của đối phương, giống như không khác chém giết bọn họ quá nhiều. Một chút áp lực cũng không có a hát. Đệ tử hạch tâm đều là chân tiên cảnh, tùy ý chém giết. Coi như mọi người thực lực tương đồng, tên này cũng có chút quá nghịch thiên đi. Không thể không thừa nhận, tên này rất lợi hại, nhưng quá mức tự mãn, quá mức kiêu ngạo, cứ như thế xông vào đám người. Ta không tin hắn có thể ngăn lại nhiều người như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, nhìn thấy ta rất biết điều không biết sống chết xông vào đám người, Vương Kiệm Đông nói. Hai quyền khó địch bốn tay, coi như lại nghịch thiên, cũng có cái hạn độ A. Đám người xông vào, nhiều người như vậy đồng thời vây công, không phải đang tìm cái chết là làm gì. Hẳn là không ngăn được. Lưu Lộ Kiệt gật đầu,
hiển nhiên hắn đối với hành động này của đối phương cũng không coi trọng. Lộ Kiệt sư huynh, người ở đây thật nhiều, loạn như vậy, chúng ta có muốn nhân cơ hội đánh lén hay không? Con mắt chợt lóe, Vương Kiệm Đông làm cái động tác chém đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 152.